Vương Phi đa tài đa nghệ, hạ thương mai. chương 616, đường nhỏ chạm mặt. Khóc một trận xong, thương mai liền lên đường đi tìm. Địa hình ngọn núi lang Vĩ này cô không hẳn là quá quen thuộc, nhưng trước đây lúc hái thuốc từng đi qua hai lần, có thể phân rõ phương hướng đại khái, thêm nữa Tân Châu từng phân tích địa hình với cô, cô liên chọn con đường hẻo lánh để đi, bỏ trốn thì thường sẽ không đi đường lớn khang trang, chỉ chọn đường nhỏ hẻo lánh hoặc nơi ẩn nấp trong khe động. Suốt cả đường đi, Thương Mai không dám dừng lại, tay cô nắm chặt sợi dây sẹo, trong lòng chỉ suy nghĩ một điều, nhất định phải tìm thấy họ. Có những nơi có dấu vết từng ẩu đả, bên đường còn có vết máu tươi, dấu vết ẩu đả này có khoảng 4 năm chỗ. Đi khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, Lật Tung hai ngọn núi, cô nhìn sang ngọn núi đối diện, hình như có bóng người đang di chuyển. Cô cảnh giác núp sau cây cổ thụ, lén nhìn sang, không sai, bên đó quả thật có rất nhiều người. Tất cả đều mặc trang phục cấm quân, ai nấy trong tay đều cầm trường kiếm, đang lục soát trong núi. Thương Mai nhìn họ, mắt đỏ như muốn nứt toác, hận không thể xông tới giết sạch bọn họ. Nhưng đối phương nhiều người, cô lại đang bị thương, sợi dây sẹo cũng không phải vạn năng. Cô cố gắng đè nén tức giận, phân tích tình huống. Họ còn đang lục soát, điều này có nghĩa rằng 300 người đó vẫn rất an toàn. Nhưng trên dốc núi có người chết dưới mũi kiếm chứng minh rằng lúc họ chạy trốn, cấm quân đã lập tức đuổi theo, suốt dọc đường, người già yếu đuối và tàn binh nhiều, tại sao cấm quân lại không đuổi kịp? Tại sao sau đó không phát hiện thi thể nữa? Audio điện tử võ tấn bền Cô phân tích tới lui, cho rằng người của Tần Châu có lẽ đã phái người ngăn cản, để thôn dân bỏ chạy, những dấu vết ẩu đả trên đường có thể chứng thực điều này. Nếu từng ngăn cản, 300 người đó hẳn là phân tán, hẳn đều nấp không xa, cấm quân giả soát ở ngọn núi đối diện, đại khái là phát hiện họ đang nấp ở đó. Trong lòng thương mai thầm nôn nóng, tuyệt đối phải nấp thật kỹ, ít nhất phải đợi tới lúc người của Tân Châu tới. Cô đánh giá một chút, bây giờ có khoảng 200 người, đều là cấm quân được huấn luyện bài bản, nhưng cô cảm thấy đây không phải là tất cả, hẳn vẫn còn một phần đang tản ra đuổi theo. Phải đối phó 6.000 người, cô đoán, cấm quân ít nhất đã điều động khoảng 1.000 người vì tranh thủ lúc đêm tối lén tập kích, hơn nữa lại phóng hỏa, nên một ngàn người này đủ rồi. Từ núi Lang Vĩ quay về điều binh, tính với tốc độ ngựa chạy hết tốc lực thì quay về cũng phải tốn ba canh giờ. Bây giờ đã hơn một giờ rồi, họ ít nhất còn phải chống đỡ khoảng một giờ nữa. Chỉ mong Tân Châu nhanh, nhanh, nhanh. Thương Mai cẩn thận bước đi, ngọn núi đối diện và nơi này cách nhau một đoạn, cô che chắn cũng không khiến người khác chú ý. Bỗng nhiên một mũi kiếm từ bên phải chỉa tới, đặt lên cổ cô, theo đó là giọng nói sắc bén, đứng im, quay đầu lại. Đáy lòng cô thâm kêu không ổn, vừa rồi chỉ lo cẩn thận đi tới mà quên mất đề phòng trái phải, không nghĩ tới nơi này lại có mai phục. Cô quay đầu sang, chỉ thấy hai cấm quân cầm trường kiếm chĩa vào mình, hai người đánh giá cô, thấy vết máu trên người cô, lạnh giọng nói, ngươi là ai? Tại sao ở đây? Họ chưa từng nhìn thấy thương mai, cho nên nhất thời không biết thân phận của cô. Cô rõ ràng vô cùng kinh hoàng, nói, hồi quân gia, phụ nhân là thôn dân dưới núi, phu quân của ta hôm qua lên núi đốn củi, đến giờ vẫn chưa về, phụ nhân lo lắng bèn lên tìm chàng. Phụ nhân dưới núi, hai cấm quân đó nhìn cô, thấy tóc cô rối loạn, sơ mi trên người rách dưới, mặc dù thê thảm lại khó che giấu vẻ xinh đẹp, y phục là loại thông thường lại vẫn vô cùng vừa vặn. Chỉ là trên tay cô cầm một sợi dây, sợi dây này hẳn là dùng để buộc củi vết máu trên người ngươi là ở đâu ra? Thương Mai đáng thương nói, hôm nay là sinh thân của phu quân phụ nhân, phụ nhân bèn giết gà trong nhà, không nghĩ tới lúc cắt tiết lại bắn lên người, phụ nhân chỉ có bộ này là dễ nhìn nhất, cũng không nỡ thay, để lại để chúc mừng sinh thân phu quân. Máu gà, cấm quân đó bước tới người, vì vết máu đã khô, hơn nữa con đường này mùi máu tanh rất nặng, nên nhất thời cũng không ngửi ra là máu người hay máu gà. Ngươi là người thôn trang gì dưới núi, một cấm quân vóc dáng khá thấp lùn lạnh giọng hỏi. Tiểu nhân là người thôn đại đồng, phu quân họ trần. Thương mai rõ ràng vô cùng hoảng loạn, nhìn ngó xung quanh, quân gia, người ở đây tìm gì? Có nhìn thấy phu quân của ta không? Chàng cao cỡ quân ra người, vóc dáng cường tráng, da đen. Cô diễn rất tốt, lại thêm vừa nãy khóc một trận, mắt sưng đỏ, tay luống cuống cầm sợi dây thô, thực sự giống một thôn phụ tìm kiếm trượng phu mà không có kết quả hai người không định giết thôn dân dưới núi, vì nếu thôn dân dưới núi chết ở đây, nhất định sẽ đến tai quan phủ, lòi ra thêm nhiều phiền phức, tránh cho chuyện ở núi truyền ra ngoài. Hai người tra hỏi thương mai một lát, thấy thật sự hỏi không ra nghi vấn gì, bèn đuổi cô đi, người đi đi, nơi này xuất hiện sơn tặc, người quay về nói với thôn dân, đừng lên núi, tránh cho gặp phải bất chắc. Thương mai cả kinh, sơn tặc, trời ạ, à, vậy phu quân ta có bị chúng hại không? phụ nhân phải nhanh chóng đi tìm chàng. Nói xong lập tức xoay người đi. Giết hai người ở đây không khó, nhưng hễ động thủ giết người thì tất sẽ kinh động tới người đối diện, cô lại bị thương không thể chạy xa, vân là đừng ra tay. Thương Mai vừa bước được vài bước liên nghe thấy cấm quân đó lại gọi một tiếng, đứng lại. Cơ thể cô cứng đờ, tay nắm chặt sợi dây sẹo, chậm rãi xoay người nhìn hắn. Hắn nói, người đừng đi con đường này hắn vươn tay chỉ con đường nhỏ bên phải từ nơi này có thể xuống núi cô sửng sốt nơi này có một con đường nhỏ nhưng mà trước đây hái thuốc từng đi qua nơi này a cảnh nói cuối con đường này chính là vực thẳm hai người nhìn cô đáy mắt lóe tinh quang cô lập tức biết được họ đang thử mình vì nếu cô là thôn dân gần đây tất nhiên sẽ biết con đường này không thể xuống núi họ không dám giết thôn dân nhưng cũng sợ thả đi người của mộc trại mộc trại chỉ cần còn có người sống chuyện diệt thôn sẽ không thể che giấu được. thương mai lắc đầu, thành thực nói quân gia, người đừng đi bên này, cuối đường chính là vực thẳm, hơn nữa còn có rắn độc. rắn độc, trong đầu cô lập tức có chủ ý, nhưng cần rời khỏi đây trước. hai cấm quân đó nghe thấy lời của cô mới không còn hoài nghi, đám thôn dân mộc trại đó là chạy nạn tới núi Lang Vĩ, nhất định không quen thuộc địa hình nơi này, đặc biệt là phụ nhân thì sẽ không đến đây. Chỉ có thôn dân bản địa mới vô cùng quen thuộc địa hình trong núi. Đương nhiên, hai người họ cũng không nghĩ tới, người trước mắt này chính là Nhiếp Chính Vương phi Hạ Thương Mai, chỉ cô mới dẫn người tới đây hái thuốc. Vậy sao? Vậy ngươi đi đi, theo đường cũ quay về. Ở đây qua khe núi là sẽ xuống núi, không cần qua núi Lang Vĩ, xem ra cô chưa từng tới đó, nếu không, nhìn thấy cảnh tượng đó thì sớm đã sợ chết khiếp rồi. Cấm Quân nghĩ vậy, lại nhìn cô một cái cô đã xoay người đi rồi, nhưng trên váy cô rõ ràng dính cho tàn. chương 617, nhận ra cô. Thương Mai cảm thấy sát khí tràn lên phía sau, cô biết mình không lừa được họ, đáy mắt nối lên ý lạnh, dứt khoát xoay người. Anh kiếm lóe lên trước mắt cô, cấm quân vóc dáng cao đã phi thân tới, dùng kiếm chĩa vào cô sắc bén hỏi, người còn lại đang ở đâu. Thương Mai lạnh lùng cười, nhớ tới thôn dân đã chết, không nhịn được nữa, lập tức ra tay, huy động sợi dây sẹo, chúng lập tức quấn lấy trường kiếm, cô dùng sức kéo, trường kiếm bay lên, rơi trên bãi cỏ không xa. Người không phải thôn dân của Mộc Trại, người là người Đại Chu. Hai cấm quân lập tức vui mừng, bắt được hoặc giết chết người Đại Chu, Hoàng thượng sẽ có trọng thưởng. Thương Mai không buôn phí lời với chúng, nhanh chóng ra tay, sợi dây sẹo vòng qua trước ngực tên cấm quân thấp lùn, dính máu, bay về. Hành động này khiến tên cấm quân cao giáo chấn động, hắn cất giọng gọi to, người đâu, là người đại chu. Lời hắn còn chưa nói xong, sợi dây sẹo đã quấn lấy cổ họng hắn, hắn dường như không dám tin, mắt trợn to, nhìn chầm chằm thương mai. Máu từ cổ hắn phun ra, thương mai thu lại sợi dây sẹo, nhìn cấm quân ở ngọn núi đối diện đã bị kinh động, đang hung ác chạy về phía này. Cô cầm kiếm của cấm quân lên, cắt ngón tay mình, mắt thấm lên sợi dây sẹo, nói nếu ngươi có linh tính thì kêu gọi rắn độc của ngươi ra đi. Sợi dây sẹo vốn đã nhuộm máu hai cấm quân, đỏ rực, nhưng nói ra cũng lạ, số máu đó rất nhanh đã bị hút vào, mà máu thương mai bôi lên lại vân ở đó. Cô không chạy, đáy mắt tràn ra hận ý hung ác. Cô chạy không được, nếu rắn độc không xuất hiện, dựa vào sợi dây sẹo, cô có thể quật ngã ít nhất mấy chục người, như vậy thì dù cô có chết. Cũng xem như báo được thù cho nhu dao, có đám ác ma này chết chung, xứng đáng. Cấm quân nhanh chóng tập hợp lại, tất cả đều giết đỏ cả mắt, hung thần ác sát, Cô cầm sợi dây sẹo trong tay, lòng nôn nóng lại hận. Không có rắn độc xuất hiện, điều này có nghĩa rằng cô tất phải một mình cùng sợi dây sẹo đối phó với ít nhất 300 cấm quân ở đây. "Ngươi là ai?" Một người đàn ông mặc quan bào võ tướng màu tím bước ra từ trong chúng binh, ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn cô, đánh giá cô. Hắn đánh giá cô một lát, lại nhìn thi thể trên mặt đất, lập tức chuyển sang vô cùng tức giận, "Ngươi giết họ?" Cô đứng thẳng người, nhìn hắn dáng vẻ hắn hơi giống tào hậu ngươi tên gì dựa vào ngươi mà cũng xứng hỏi tên của đại nhân chúng ta nói có phải ngươi giết họ không một cấm quân bén nhọn hỏi thương mai bật cười cười vô cùng trào phúng đây không phải là chuyện rất rõ ràng sao không phải ta giết họ chẳng lẽ họ tự tử, tử tên cấm quân đó nổi giận đang muốn rút đao thì tướng quân bào tím lại bỗng giơ tay cản lại đáy mắt như bừng hiểu ra cũng có chút hưng phấn nếu là nhiếp chính vương phi vậy thì quá tốt rồi, không uổng phí tỷ tỷ phù trợ một phen, ít nhất là lập đại công. Ngươi là ai? Hắn hỏi. Thương Mai không trả lời, mà là hỏi hắn, thế ngươi là ai? Tướng quân bào tím đáp, bản tướng tào lạc. Tào tập là gì của ngươi? Câu nghiêng đầu, bỗng phát ra tiếng cười, tiếng cười vô cùng vui tai, như tiếng chuông gió. Ngươi biết đại ca ta, tào lạc sửng sốt. Tào tập tối qua chết, huynh đệ họ chia ra hành động, một người sau khi biết tin tức liên đi ngăn cản tần châu tào lạc thì dẫn người lên núi cho nên hắn vẫn chưa biết tào tập đã chết rồi thương mai bước tới gần một bước liên thấy tên cấm quân vừa nói chuyện ban nãy tức giận hét lên đứng yên cô dừng bước mặt vẫn cười nhìn tào lạc hắn nhìn cô thấy cô dáng vẻ thê thảm áo dính vết máu to tóc tai hỗn loạn khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp đôi mắt to tròn như hai giếng nước sâu có khí thế khiến người ta kinh sợ xem ra là nhiếp chính vương phi không thể nghỉ ngờ người bên cạnh không một ai có khí thế như vậy người biết đại ca ta tào lạc lại hỏi trong lòng có dự cảm không lành hôm qua biết được tin tức tân châu và hạ thương mai xuống núi đại ca dẫn người truy sát bây giờ hạ thương mai ở đây vậy đại ca thất thủ rồi nghĩ tới đây mắt hắn hiện lên một tầng băng giá đại ca ta đâu thương mai cười to ha hả tiếng cười hùng hôn chim chóc trên cây cũng bị tiếng cười của cô làm kinh sợ Người muốn biết hắn thế nào sao? Người tới đây, ta nói cho người biết. Cô đang kéo dài thời gian, sợi dây sẹo chưa từng xảy ra sai lầm. Lần này, sao còn chưa có rắn độc xuất hiện? Tào lạc không đi tới, chỉ cau chặt mày, đáy mắt lóe lên hung ác. Người có nói hay không? Nếu ngươi không nói thì sẽ giết ngươi. Cấm quân đó thấy cô ba lần bốn lượt dây dưa, không nhịn nổi lửa giận hét lên. Giết ta, thương mai khẽ cười, các ngươi sẽ không giết ta, ít nhất là bây giờ sẽ không, ngươi hỏi xem tào đại nhân của các ngươi, hắn có nỡ giết ta không? Cấm quân vẫn chưa biết, chưa đoán ra thân phận của cô, nghe cô nói vậy, lập tức rút kiếm, hung ác áp sát, ngươi đừng cho rằng ngươi dựa vào chút tư sắc thì dở trò dụ hoặc ở đây, tào đại nhân của chúng ta nữ tử xinh đẹp cỡ nào mà chưa từng thấy. Sẽ không nỡ giết ngươi sao? Thương Mai vươn tay rời kiếm đi, cười khanh khách nhìn Tào Lạc, không bằng ngươi hỏi Tào Đại Nhân của các ngươi xem có phải thật sự không nỡ giết ta không? Tào Lạc phất tay, ý bảo cấm quân lùi xuống. Cấm quân sửng sốt, cho rằng Tào Lạc thật sự nhìn chúng tư sắc của nữ nhân này, không khỏi gấp gáp, đại nhân, nữ nhân này nhất định là người của Mộc Trại, nhất định phái giết nàng ta. Tào Lạc lắc đầu, giọng lạnh lão, nàng không phải người Mộc Trại, các ngươi không biết nàng sao. Nàng từng tiến cung, từng gặp Hoàng thượng và Hoàng hậu, các ngươi đều từng phục vụ trong cung, đều không biết nàng. Đám người nghe thấy lời này đều nhìn vào thương mai. Chỉ là, nhiều người như vậy nhưng đều chưa từng gặp cô, người từng gặp cô cũng không có mấy ai, hôm đó thương mai mặc phục sức hoa lệ, cao quý bất phàm, khí độ phóng khoáng, họ suy đoán thật lâu, cuối cùng mới nhận ra nữ nhân người đầy bụi bẩn trước mắt chính là nhiếp chính vương phi cùng nhập cung với nhiếp chính vương đại chu hôm đó. Nàng là nhiếp chính vương phi của đại chu hạ thương mai. Có người nhận ra, cất cao giọng nói. Cấm quân có mặt nghe thấy liền sửng sốt, nhiếp chính vương phi đại chu. Nàng nhìn giống chỗ nào nhưng bất kể có giống hay không nếu là nàng vậy họ sẽ lập được đại công rồi cấm quân lập tức kích động dâng trào họ dùng ánh mắt khát máu nhìn cô hung ác lại hưng phấn như sói đói nhìn thấy con môi thương mai cười lạnh đang muốn lên tiếng lại nhìn trên núi đối diện bỗng xuất hiện mấy bóng dáng mặc dù cô nhìn không rõ nhưng lại có thể từ y phục của họ nhìn ra là đám người tiểu khuyên và loan loan xem ra ban nãy cấm quân đó kêu một tiếng đã khiến đám người loan loan đang ẩn nấp nghe thấy. Trái tim cô căng thẳng, nếu một mình cô ngược lại dễ làm, dù sợi dây sẹo không gọi được rắn độc, miễn cưỡng bảo vệ cô cũng có thể kéo dài tới khi Tân Châu tới. Nhưng nếu họ tới, 300 cấm quân, phút chốc là có thể băm họ như thị tương, sợi dây sẹo vốn không cứu được. Cô không dám nhìn nữa, sợ họ theo ánh mắt cô nhìn sang. chương 618, không nỡ thả bản quan quả thực là đám người loan loan, mấy người họ vốn nấp trong hang động nhỏ trên ngọn núi đối diện. Lúc cấm quân lục soát, xem chút phát hiện họ, nhưng lúc đó chúng bị tên cấm quân cao giáo gọi đi, cho nên đám người loan loan mới trốn được. Họ trốn trong hang động, không nhìn thấy tình hình bên ngoài. Mặc dù nghe thấy có người gọi, nhưng không dám ra xem, cho tới khi tên cấm quân cao giọng nói, người là nhiếp chính vương phi của đại chu hạ thương mai, họ mới biết chúng đã tìm thấy thương mai rồi. Linh lợi ló đầu ra xem thấy thương mai bị đám người vây lại, quay lại vừa nói, tiểu khuyên và loan loan đã bất chấp tất cả muốn đi cứu. Không còn cách nào, linh lợi chỉ đành dẫn họ chạy tới. Thương mai vội đến tìm muốn nhảy ra ngoài, lòng bàn tay thấm mồ hôi, tân châu không tới nhanh như vậy, sợi dây sẹo à, sao mày lại tèo ngay lúc cấp bách này chứ? Tào lạc thấy sắc mặt cô bỗng thay đổi, quay đầu nhìn, thấy có người chạy tới, hắn cười to ha hả, thú vị, thật thú vị. Thương Mai bỗng giơ tay ra, sợi dây sẹo phóng ra, quấn lên cổ Tào Lạc, cô bén giọng nói, linh lợi, dẫn họ đi. Tào Lạc nổi giận, một nhát kiếm chém lên sợi dây sẹo, kiếm gãy, sợi dây sẹo không chút hao tổn. Linh lợi chùm vải che mặt, dừng bước, biết họ xuất hiện ngược lại là chuyện xấu, nàng bèn châm giọng nói, đi. Tiểu khuyên nào chịu, khóc lóc muốn sông tới, nhiều người như vậy vây lấy một mình Vương Phi, Vương Phi sao còn có thể sống sót. Sợi dây sẹo có thể ứng phó, chúng ta xuất hiện ngược lại sẽ làm hư chuyện của nàng. Linh lợi gấp gáp nói, cũng giận bản thân sao lại quên mất sợi dây sẹo ở trong tay cô. Dù ma kéo tiểu khuyên, linh lợi cô nương nói rất có lý, mau chạy tránh liên lụy vương phi. họ lại chạy như bay về, cấm quân đang ở phía sau điên cuồng đuổi theo, linh lợi và loan loan có thể chạy được, cũng có thể chạy thoát, nhưng kéo theo tiểu khuyên và ma ma không biết phó công, rất nhanh đã bị cấm quân đuổi kịp. Linh Lợi và Loan Loan đều bị thương, trước khi tới đã trải ra nhiều trận ác chiến. Đuổi kịp, thì có thể thế nào? Linh Lợi cắn răng, nói, Loan Loan bảo vệ Tiểu Khuyên và Du Ma Mạ, bà đây giết đám nhãi nhép này. Linh Lợi bay lên, lại đáp xuống, kiếm pháp của nàng vô cùng tinh diệu lưu loát, không bao lâu đã cắt cổ ba người. Nhưng cấm quân cũng không phải ăn ngồi không, sau khi thích ứng với cách đánh của nàng, bèn dùng kiếm trận ứng phó, cấm quân từng được huấn luyện lâu dài, ứng phó kẻ địch mạnh đều có trận pháp của mình. Linh lợi bị đao quang kiếm ảnh bao lấy, không chút hoảng loạn, bay đạp lên đầu một người, xoay người quyết tuyệt, lưỡi kiếm đẫm máu, ứng phó điêu luyện. Chỉ là, phía loan loan thì lực bất tòng tâm rồi, Phó công của nàng không tệ, nhưng phải bảo vệ tiếu khuyên và du ma mạ, thì rõ ràng vô cùng tốn sức. Kêu chúng rút, thương mai thấy loan loan ứng phó khó khăn, bèn lập tức kéo chặt sợi dây sẹo, lạnh lùng nói với tào lạc. Tào lạc híp mắt hung ác, không thể nào, nếu Vương Phi dám giết bản quan, thì cứ việc ra tay, nhưng giết bản quan rồi, các người cũng đừng hòng trốn. Thương Mai cười lạnh, rút chủy thủ ra, cũng không nói lời nào, trực tiếp vẽ một đao lên mặt tào lạc, vết máu dọc theo gò má chảy xuống, cực kỳ đáng sợ. Ta không phí lời với ngươi, kêu người của ngươi rút. Thương Mai lạnh lùng nói. Tào lạc lại giơ tay lau giọt máu trên mặt, đặt lên miệng liếm, trong mắt càng thêm khát máu, lớn giọng nói, giết, giết cho ta, giết sạch. Thương Mai khống chế hắn, vốn là muốn ép địch lùi, nhưng không nghĩ tới Tào Lạc này lại không chút sợ hãi, đặc biệt là động tác liếm máu, cô lại nhìn thấy bóng dáng của Tào Hậu. Hắn là em trai bà ta, tốt xấu gì tâm tư cũng giống bà ta. Trái tim cô nổi lên sát ý, giết Tào Lạc, ý nghĩa rằng ba người họ phải ứng phó với 300 người, hơn nữa còn có đám cấm quân ở xa đi lục soát nghe thấy tiếng hỗn chiến, hẳn sẽ đuổi về. Cho nên Tào lạc tạm thời vẫn không thể giết được, hắn đại khái cũng biết suy nghĩ của cô, cho nên không chút sợ hãi. Thấy bên Loan Loan bận rộn ứng phó, cánh tay lại thêm hai đường vết thương, Thương Mai cao chặt mày, kéo sợi dây sẹo lôi Tào lạc đến trước mặt, chủy thủ bèn đặt ở háng hắn, lạnh lẽo nói: Ta không giết ngươi, nhưng khiến ngươi đoạn tử tuyệt tôn lại rất vui. Đáy mắt hắn dâng lên tức giận điên cuồng, ngươi dám? Cô nghe thấy hai chữ này thì trong lòng bình tĩnh lại, ta ác cười. Chủ thủ dùng sức, ngươi nói ta có dám hay không? Tào Lạc hít mắt, ngươi sẽ chết rất thảm. Vậy sao? Cô nói, ta đếm ba tiếng, nếu ngươi không rút, ta sẽ ra tay. Tào Lạc thấy khuôn mặt lạnh lùng của cô lóe lên tàn ác thì biết nữ nhân này nói được làm được. Nam nhân có thể mất mạng lại không thể mất đi gốc rễ con cháu của mình, nếu không khác gì với nô tài thái giám trong cung. Sắc mặt Tào Lạc biến đổi vài lần, cuối cùng cắn răng, giơ tay hét lên, dừng tay hết. Cấm quân nghe lệnh, tất cả lùi lại, lùi về phía sau hắn, nhìn chầm chầm vào thương mai. Linh lợi và loan loan không tham chiến, lùi về sau hai bước, linh lợi đỡ loan loan, hỏi, sao rồi? Sắc mặt loan loan tái nhợt, rõ ràng đã không còn sức lực, cánh tay nàng lại bị thương, máu còn đang không ngừng chảy. Dù ma ma lập tức cầm kiếm của nàng lên cắt y phục của mình, băng bó vết thương cho nàng. Thương mai nói, các người đi mau. Tiểu khuyên lo lắng nói, vương phi người làm sao đây không cần lo lắng cho ta đi mau cô nhìn thấy ngày càng nhiều cấm quân đến ngọn núi đối diện liên thúc giục linh lợi thấy tình hình quả thực không tốt thâm cắn răng nói rút ma ma tha thiết nhìn cô một cái khó che giấu được lo lắng trong mắt thấy cô không ngừng xua tay kêu họ đi bèn kéo tiểu khuyên lùi về phía sau cô tránh cho lại đụng độ cấm quân ở ngọn núi đối diện tào lạc thấy người chạy hết rồi nhìn thương mai lạnh lùng nói vương phi, hai quyền khó địch bốn tay, người không chạy thoát được. Thương mai không thả hắn ra, đợi tới khi đám người linh lợi chạy không còn bóng dáng mới lạnh lùng nói, tào lạc, thôn dân của mộc trại đều là bách tính vô tội, người lại ác độc ra tay tàn sát, tào ra các người thật sự là gia tộc lang sói. Tạ vương phi khen thưởng, tào lạc cười khinh miệt, ở bắc mạc, lang và sói đều là ý khen. Hắn nghe rất thoải mái, thôn dân mộc trại có phải bách tính vô tội hay không, bản quan không biết, bản quan chỉ phụng lệnh hành sự, hoàng thượng muốn họ chết, họ nhất định là tội ác tay trời. Thương Mai nghe những lời linh tinh này thì vô cùng tức giận, tay dùng sức, sợi dây sẹo từ trên cổ tào lạc nhanh chóng rời đi cắt một đường trên mặt hắn rồi lại nhanh chóng quấn lại cổ hắn. Động tác rất nhanh, ngay cả tào lạc cũng không phản ứng kịp, càng đừng nói tới tranh thủ lỗ hổng ra tay khống chế Thương Mai. Người đều đã đi rồi, Vương Phi còn không nỡ thả bản quan sao. Tào lạc sờ mặt, lúc này, má trái má phải đều có vết thương, là kiểu đối xứng trái phải mà lễ thân vương vô cùng yêu thích. Không vội, vừa rồi không phải còn đang nói tới chuyện huynh trưởng với tào đại nhân sao? Thương mai có ý kéo dài thời gian, loan loan bị thương, tiểu khuyên và mama đều chạy không nhanh, cho nên cô có thể kéo dài bao lâu thì kéo dài bấy lâu. Tào lạc lạnh lùng nói, bây giờ không thấy tân châu, một là huynh ấy đã giết nàng ta, hoặc là nàng ta đã giết huynh ấy rồi đi điều binh chương 619, hắn thong rong đến muộn. Thương Mai nói, tào tập là đại ca của ngươi, hắn chết rồi, người làm đệ đệ như ngươi thì một chút cũng không buồn sao. Có điều, cũng phải, loại người lòng dạ lang sói dã tâm như tào ra các ngươi, sao có được tình cảm máu ngủ. Vương Phi, ngươi cố tình trì hoãn, chẳng lẽ thật sự cho rằng Tân Châu có thể đến cứu ngươi sao? Tào lạc cười nham hiểm, sớm đã nhìn ra tâm tư của Thương Mai, nàng ta trừ phi không dẫn người tới, một khi tới rồi, đều khiến bọn họ có đi không về. Có ý gì, trong lòng thương mai tối sầm lại. Vương Phi một đường lên núi, chẳng lẽ không chú ý tới tất cả lối đi lại trong núi này đều có tẩm dầu hỏa sao? Chỉ cần người của Tân Châu vừa lên núi, liền có hỏa tiễn bắn tới, đốt cháy dầu hỏa, đến lúc đó, cả núi Lang Vĩ đều là một biển lửa. Lộ trình từ núi Lang Vĩ đến nơi này vào khoảng một canh giờ, thế lửa sẽ không lập tức lan đến đây, Cô đột nhiên nghĩ tới lúc vừa rồi tìm kiếm, giữa núi và núi đã chia ra đường ngăn cách, cũng tức là nói, trận lửa lớn chỉ có thể thiêu rụi ở núi Lang Vĩ, sẽ không chạy đến nơi này, đối với cấm quân không hề ảnh hưởng. Cô đột nhiên lạnh toát cả người, Tân Châu biết cô đợi ở núi Lang Vĩ, nhất định sẽ tìm từ núi Lang Vĩ, cho dù không phải là cô ở núi Lang Vĩ, Tân Châu cũng sẽ dẫn người lên núi từ nơi đó, bởi vì lộ trình là gần nhất. Cô thật sự là quá sơ ý rồi vừa rồi chỉ mải tìm người còn sống, lại quên mất chú ý tình hình bên đường. Nhìn thấy sắc mặt của thương mai thay đổi lớn, Tào Lạc rất hài lòng, đưa tay kéo sợi dây sẹo, lo lắng sao. Không cần lo lắng, núi lang vĩ hôm nay đã trở thành địa ngục, không ngại có thêm ác quỷ nữa. Thương mai nhìn gương mặt ngông cuồng ngạo mạn đó của ông ta, trong đầu vụt qua nhiều ý nghĩ. 300 người này, cô là không ứng phó được rồi, sợi dây sẹo lần này rơi chốt rồi, không thể gọi rắn độc ra được nữa đang lúc do dự, cấm quân ở ngọn núi đối diện cũng chạy tới rồi, số lượng nhung nhúc, đều chạy về phía này. Thương Mai ngước mắt nhìn, số người vào khoảng 8-900. Không cần nhìn, nơi này có 800 người, 200 người khác ẩn nấp ở trên núi Lang Vĩ, chỉ cần có đại quân tiến vào thì phóng tên châm lửa. Tào Lạc Đắc Y nói, Thương Mai lắc đầu, không, khi ta lên núi, người của ngươi không ngăn cản. Tào Lạc Ngạo Mạn nói, đương nhiên sẽ không ngăn cản, nếu chỉ ngăn cản một hai người các ngươi, há không phải là lấy dao mổ châu đi giết gà không? Đại trận như này, là ứng phó Tân Châu và binh mã của nàng ta, chỉ là, vốn tưởng huynh trưởng có thể giải quyết các ngươi, không ngờ, thật sự bị bản quan tính được rồi, huynh trưởng phế vật đó của ta, người giết rồi cũng tốt, miễn cho tranh giành công lao với bản quan. Thương Mai nhìn gương mặt tàn độc đó của ông ta, lạnh lùng nói, tạo ra các ngươi, thật sự là lũ tàn độc thành thói cô nhìn thấy tay của Tào Lạc làm một động tác, liền có cấm quân ép tới, Thương Mai đột nhiên quát lên một tiếng, tất cả đều đứng lại cho ta. Cô siết sợi dây sẹo lại, đột nhiên siết cổ Tào Lạc phát ra tiếng, xẹt xẹt, ông ta hô hấp khó khăn, lại vẫn duy trì nụ cười điên cuồng tự đắc của mình. Đột nhiên, ông ta tung ra một trường, đánh thẳng vào vai trái của Thương Mai, ngực trái của Thương Mai vốn bị thương, cũng không ngại ông ta đột nhiên ra tay, vô thức nghiêng sang phải, một mũi tên dài xé không bay đến, sượt qua vai phải của thương mai, tuy không có đâm vào cánh tay, nhưng cũng rách mất một miếng thịt, máu tươi chảy ra. Sợi dây sẹo dùng tư thế lôi đình, xuyên qua cổ họng của tên cấm quân bắn tên đó, cấm quân ngã xuống đất mất mạng. Nhưng, sợi dây sẹo chỉ biết giết người đó, lại quên mất thương mai còn đang trong nguy hiểm. Đợi khi sợi dây sẹo trở về phòng thủ, thương mai đã trúng một kiếm, tào lạc giật lấy kiếm của cấm quân bên cạnh chém tới, thương mai cầm dao găm ngăn cản, chỉ là lực đạo của Tào Lạc Há là thứ cô có thể đỡ được. Dao găm rơi xuống đất, cổ tay của Thương Mai bị thương, sợi dây sẹo vèo một tiếng quấn lấy cổ tay cánh tay của cô, máu của Thương Mai dung nhập vào sợi dây sẹo, xung quanh sợi dây sẹo đỏ rực lên. Thương Mai bị ép lui nhiều bước, mười mấy thanh kiếm bỗng chốc kê vào cổ của cô. Tào Lạc cười gần một tiếng, Vương Phi, vẫn là ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi. Thương Mai lạnh lùng nói, vậy sao? vậy còn phải xem bản lĩnh của các ngươi. Lời của cô vừa dứt, liên thấy sợi dây sẹo như rắn độc xuyên qua mười mấy thanh kiếm, nghe được âm thanh keng 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 keng, mười mấy thanh kiếm bỗng chốc đứt đoạn. Cấm quân sững ra, đây là yêu pháp của nhà nào? Sợi dây trông rất sức bình thường thậm chí có chút xấu xí này, lại có thể bẻ gãy bảo kiếm. Tào lạc nhìn ra điều gì đó, biết sợi dây này lợi hại, bèn hạ lệnh, người đâu, lấy dầu hỏa. Vì hành động là đốt cháy núi lang vĩ, vì thế trên người rất nhiều cấm quân đều mang theo một chai dầu hỏa nhỏ lấy dầu hỏa ra hất lên sợi dây sẹo sợi dây sẹo bay rất nhanh đang xuyên qua chỗ cấm quân không tránh được bị dính dầu hỏa thương mai nhìn mà trái tim treo ngược lên cô đột nhiên giật lấy kiếm trong tay tào lạc liền chém giết với cấm quân thương mai không biết phó công vốn không có đường đi nước bước gì hoàn toàn dựa vào cách đánh không cần mạng cái này ứng phó hai ba người được nhiều người như này không quá mấy chiêu thì bị cấm quân làm bị thương, Tào Lạc thấy cô thật sự ngoan cố, cười lạnh một tiếng, tìm chết. Ông ta phi lên, cơ thể hơi nghiêng, đã liên tiếp mấy cước, nhằm vào lồng ngực của Thương Mai, Thương Mai bay ra ngoài, chỉ thấy cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Sợi dây sẹo quay về phòng thủ đã quá muộn rồi, nó lao về Tào Lạc, Tào Lạc biết sự lợi hại của nó, vội vàng tránh né, lập tức hạ lệnh, châm lửa. Đuốc châm lên, Tào Lạc cầm lấy dùng sức khua, Sợi dây sẹo dính dầu hỏa, nếu dính lửa chắc chắn sẽ bị đốt. Bản quân mặc kệ ngươi là thần vật hay là yêu vật, hôm nay muốn mạng của ngươi ông ta cười gần một tiếng, ngọn lửa truy đuổi sợi dây sẹo. Đột nhiên, ông ta cảm thấy chân trái có thứ gì quấn lấy, sau đó hơi đau nhói, ông ta cúi đầu liếc nhìn, không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh, một con rắn miệng to như cái bạt quấn lấy chân trái của ông ta, mà chỗ bắp chân có hai giọt máu rỉ ra, nhiễm đỏ chiếc tất. Ông ta bị rắn đầu cắn rồi. Ông ta một kiếm chém xuống, con rắn bị chém làm đôi, uốn éo trên mặt đất, dáng vẻ thật sự kinh khủng. Người đâu, hai mắt của ông ta tối đen, lại nhìn thấy không biết từ khi nào một lượng rắn lớn tràn tới, hơn nữa toàn bộ đều là rắn độc. Ông ta nhìn thấy cấm quân từng người ngã ra đất, dẫy ruộng, một lát thì chết đi. Ông ta biết sự lợi hại của những độc rắn này, ông ta không dám do dự, cầm kiếm chém chân trái của mình. A. À, trong sơn cốc vang vọng đủ loại tiếng kêu thảm thiết. Thương Mai thấy tình cảnh này, không dám ở lại vội vàng cầm sợi dây sẹo lên chạy. Có cấm quân đuổi tới, số lượng rắn độc rõ ràng là không đủ. Có điều, số người đuổi tới lại lác đác, sợi dây sẹo đối phó được. Chỉ thất nó tung ra uy phong trước nay chưa từng có, thế như trẻ che đâm xuyên lông ngực của cấm quân, chỉ là nó nhuốm máu, rắn độc lại từ từ tản đi, vì những người đó mà giải vây thương mai đột nhiên nghĩ hiểu ra nguyên nhân rồi, muốn sợi dây sẹo gọi rắn độc tới, bắt buộc phải là máu của cô, nhưng nếu máu của người bên cạnh phủ lên máu của cô, sợi dây sẹo liên mất đi công năng chỉ huy rắn độc. Nghĩ đến đây, cô liên suy nghĩ, sợi dây sẹo bay ở lại trong tay cô, thương mai đã không màng tới việc mình liệu có mất máu quá nhiều hay không, bóp mạnh vết thương ép máu chảy ra, bôi lên thân của sợi dây sẹo. Quả nhiên, máu lôi lên, rắn độc đang rút đi lại quay lại. Cô không dám tiếp tục để sợi dây sẹo tự chủ tác chiến nữa, mà huy động nó tự vệ. chương 620, Cứu Bình Thương Mai nhìn sang Tào Lạc, Tào Lạc mất một chân, máu chảy lênh láng, liệu có chết không thì không biết, nhưng ít nhất, ông ta không tác chiến được rồi. Giết nàng ta, Tào Lạc rất tức giận, đanh giọng hạ lệnh. Sắn tuy có tính linh hoạt rất lớn, nhưng cấm quân có phòng bị, từng đao chém xuống, hơn nữa người mang dầu hỏa, đổ dầu hỏa ra đất rồi châm lửa dọa lũ rắn lùi lại đằng sau cấm quân thoát khỏi nguy hiểm đều lũ lượt đi đuổi theo thương mai thương mai chỉ đành lần nữa thả sợi dây sẹo bản thân cầm dao găm phòng ngự chỉ là cô biết mình không giết được mấy tên hôm nay chắc sẽ chết ở đây đáy lòng vụt qua một chút thê lương trước khi chết cũng không nhìn thấy mặt lão thất lần cuối lúc tâm ý nguội lạnh cô nghe thấy tiếng vó ngựa rung trời vang lên cùng lúc này mưa tên bay tới, nhằm vào cấm quân, dần dần chúng tay ngã xuống. Mấy người vây công thương mai cũng bị sợi dây sẹo quay về giải quyết. Thương mai vội vàng nhìn qua, chỉ thấy trên núi xuất hiện một đội kỵ binh, người dân đầu vậy mà là Tân Châu. Tân Châu, thương mai vô cùng vui mừng, dùng sức chạy, nhưng lại có cấm quân đuổi tới. Tân quân cưỡi ngựa phi tới, gió thổi bay áo choàng của nàng ta, vẻ mặt nàng ta châm lạnh, như sứ giả địa ngục, nàng ta cưỡi trên lưng ngựa, kéo cây cung, cấm quân ở bên cạnh Thương Mai lần lượt chúng tên ngã xuống. Thương Mai cũng ngã xuống rồi, cô không chạy được nữa rồi, thời gian phong bế huyệt vị đã qua rồi, vết thương mới cộng thêm vết thương cũ, đau đến mức cô nhe răng nghiến lợi, tiêu hao một tia thể lực cuối cùng của cô. Tân Châu Phi nhanh tới, lập người xuống ngựa, vẻ mặt lo lắng lay động trên đỉnh đầu của cô, hạ Thương Mai, người không sao chứ. Đầu óc của Thương Mai choáng váng, rơi vào hôn mê. Tân Châu lại bị dọa suýt chết, run rẩy đưa tay về phía mũi của Thương Mai, cảm nhận được hô hấp mới thở phào. Cuộc hỗn chiến tiếp theo, Thương Mai không biết nữa. Sau khi tỉnh dậy Tân Châu nói cô đã hôn mê hai ngày, kẻ địch toàn quân bị diệt, còn 300 người tản ra chạy trốn kia, cũng đều tìm được về rồi. Thương Mai thở phào, lại nghĩ đến cái chết của Nhu Giao, trong lòng lại rất khó chịu. Đây là đâu, Thương Mai đánh giá căn phòng này, hỏi. Khí thành, Tân Châu liếc nhìn cô, lại bổ sung nói, nơi này là biệt viện của Tân gia ở khí thành, ngươi yên tâm, bên ngoài trọng binh canh phòng cẩn mật, không ai có thể lẻn vào được. Ta tự nhiên là yên tâm thương mai muốn ngồi dậy, Tân Châu đè vai của cô lại, người còn chưa thể đi lại, nằm đi. Loan Loan và Linh Lợi đều bị thương rồi, các nàng như thế nào rồi? Hai người các nàng đang dưỡng thương, còn nha đâu và ma ma đó của ngươi, túc trực bên cạnh ngươi hai ngày, bản tướng đuổi các nàng đi nghỉ ngươi rồi tân châu nói thương mai khẽ nói cảm ơn ngươi tân châu hôm nay mặc một thân áo bảo thêu chăn màu đen đây là thường phục làm riêng cho đại tướng quân áo tay rộng rãi cổ áo đến vạt áo được viền vàng kỹ thuật thêu tinh xảo tóc búi cao cấm y kim quan này ngược lại khiến người ta cảm thấy giống như một chàng trai trẻ anh tuấn đúng rồi tân châu đột nhiên mở miệng nhu giao huyện chúa có lẽ chưa chết thương mai bỗng ngẩng đầu ngươi nói cái gì bản tướng đã hỏi linh lợi, nói khi xảy ra chuyện, như sao huyện chúa vốn đã trốn ra ngoài, sau thấy phụ tử A mặc hai người bị cấm quân kéo lại, nàng ta chạy trở lại tương cứu, cấm quân làm nàng ta bị thương, nhưng không chết, ngược lại lột sạch tài vật của nàng ta, sau A cảnh chạy tới, giết cấm quân đó, dẫn nhu sao chạy rồi. Thật sao, thương mai vô cùng vui mừng, nàng ấy thật sự chưa chết sao? Không chắc, linh lợi nói lúc đó hoán loạn tối tăm. Nàng ta cũng nhìn không rõ lắm, chỉ thấy A Cảnh giết người, sau đó ôm một người chạy đi, nhưng không nhìn thấy là ai. Vậy phái người đi tìm bọn họ rồi chứ? Thương Mai vội hỏi. Đã phái đi rồi, nhưng đã tìm mấy ngọn núi rồi, không tìm thấy bọn họ. Tân Châu nói. Nhưng, Ngọc Bội đó thì sao? Thương Mai nghỉ hoặc hỏi. Ngọc Bội là từ bên cạnh thi thể đó lấy xuống, khi lửa lớn thiêu đốt, quần áo trên thi thể chạy sạch, thi thể cũng bị thiêu đến mức cháy đen. Ngọc Bội này từ vị trí thắt lưng lấy được, Bản tướng liên tưởng là Nhu Giao huyện chúa, nhưng hiện nay nghĩ lại chiêu cao của thi thế đó, suy đoán chắc là một nam nhân. Điều này đối với thương mai mà nói, thật sự là tin tức tốt nhất. Nhưng, lời tiếp theo của Tân Châu, lại không thương tiếc hắt một gáo nước lạnh vào thương mai, người trước đừng quá vui mừng. Bởi vì, Linh Lợi nói quả thật nhìn thấy Nhu dao chúng đau rồi. Cho dù A Cảnh mang nàng ta trốn đi, nàng ta cũng chưa chắc có thể cầm cự được. Linh Lợi nói vị trí chúng đau là tim. Tâm trạng của thương mai giống như ngồi lên tàu lượt, lúc lên lúc xuống, nhưng mặc kệ như thế nào, ít nhất còn có một tia hy vọng. Đúng rồi, tình hình như nào rồi? Thuốc và lương thực đều lấy rồi chứ? Thương mai hỏi. Tân Châu gật đầu, đều lấy được rồi, lương thực và thuốc đã chuyển đến An Thành và các khu gặp nạn lớn. Đúng rồi, an nhiên lão vương ra lệnh người đưa chìa khóa vàng tới. Hiện nay đã dùng phương thuốc của người sắc thuốc cho bách tính. Hiện nay vừa nhận được tin tức, nói rất nhiều bệnh nhân sốt cao, sau khi uống thuốc, đều đã hạ sốt tùy mức độ rồi. Thương Mai rất yên lòng, chỉ là nghĩ đến thôn dân của Mộc Trại, trong lòng lại khó chịu từng cơn, thiếu một chút nữa, bọn họ đều không thể đợi được. Tân Châu thấy mắt của cô hơi đỏ, bèn nói, người sống sót còn lại của Mộc Trại có 317 người, người bản tướng phái đi, chỉ còn lại 20 người. Trong lòng Thương Mai rất buồn, những binh sĩ đó, vốn là mãnh tướng giết địch ở xa trường, lại chết trong tay của người nước mình tra được nội gián rồi chứ? Thương Mai đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, hỏi. Tân Châu gật đầu, đáy mắt phụt qua một tia rét lạnh, là một người dưới trướng của Tô Mộc, tên Lý Mộc Thắng, huynh trưởng của hắn làm tay sai ở phủ Trấn Quốc Vương gia, Trấn Quốc Vương gia bèn để hắn ta làm nội gián, tiết lộ tin tức tối đó chúng ta vừa xuống núi, hắn ta lập tức gửi tin đi. Đã giết hắn ta chưa? Thương Mai nhớ Lý Mộc Thắng này, trông rất hiền hậu, làm việc rất sốc sức, không ngờ, hắn ta vậy mà là nội gián. Đã bị Tô Mộc Hiêu sống rồi, cánh môi của Tân Châu mím lại, đáy mắt nói ra sự hối hận thức tối, nàng ta nếu như tin hạ thương mai sớm hơn, cũng sẽ không có kết cục ngày hôm nay. Phòng bị quá chậm, để sở kính và tào hậu chiếm được tiên cơ, mới sẽ hại người của Mộc Trại. Lúc nói chuyên, liên thấy rèm trúc khẽ động, một nữ tử đeo mạng che mặt cùng loan loan đi vào. Thương mai tỉ tỉnh rồi, loan loan thấy thương mai tỉnh lại, sắc mặt lập tức vui mừng thương mai thấy cánh tay của nàng ta băng bó mềm giọng hỏi thương thế của ngươi như thế nào ta không sao da thô thịt dày ta có thể có chuyện gì chứ loan loan phóng khoáng nói thương mai mỉm cười nhìn nàng ta bị tổ mẫu của ngươi biết ngươi bị thương rồi còn không phải đem ta ăn tươi nuốt sống sao bị thương tính là gì chứ trên người tổ mẫu ta đều là vết sẹo bà ấy cứ hay nói bị thương như ăn cơm một ngày không chảy chút máu trong lòng đều không chân thực. Đam Mỹ hài thương Mai bị biểu tình nghiêm túc của nàng ta chọc cười, ngẩng đầu nhìn Linh Lợi đứng ở xa xa, trên mặt đeo chiếc vải đen, không khỏi hỏi. Linh Lợi, mặt của người sao thế? Lúc đó khi ở trong núi liên thấy nàng ta che mặt, còn nói nàng ta là bị bỏng rồi. Linh Lợi nói, không sao, có hơi phồng rộp. Phồng rộp rồi? Thương Mai sững ra, có hơi lơ mơ, cái gì phồng rộp rồi? phồng rộp ở mặt, linh lợi xua xua tay, không để tâm nói, tóm lại không sao cả, qua hai hôm là khỏi. Khựng lại một chút, lại bổ sung, quen rồi. chương 621, tỉnh lại. Tần Châu thấy ba người nói chuyện, liền nói các người nói chuyện đi, bốn tướng ra ngoài một lát. Thương Mai hỏi, Tần Đại Tướng Quân, người định làm thế nào? Tần Châu ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một nụ cười lãnh khốc, người sẽ biết nhanh thôi thương mai đã quen với cách nói chuyện giấu giấu diếm diếm của người cổ đại rồi không thể nói một câu rõ ràng được cứ đòi bạn phải đoán cô bất lực mà nói được ta đợi xem tần châu quay người đi ra ngoài loan loan nhìn bóng lưng của tần châu nhìn thấy màn tre bằng trúc được thả xuống xong mới ngồi xuống bên cạnh thương mai nói tần châu này cứ lạnh băng băng nhìn mà sợ thương mai nghĩ đến mấy ngày nay ở chung với tần châu liền cười cười nói nàng ta ngoài lạnh trong nóng không có gì đâu nhưng cũng chả thấy nàng ta nóng khi nào loan loan lầu bầu sự chú ý của thương mai ở trên mặt linh lợi mạng che mặt màu đen không lộ ra thịt nhưng có thể nhìn thấy bên dưới mắt có một tia màu hồng đừng nhìn ta ta không sao qua hai ngày là ổn linh lợi thấy thương mai cứ nhìn chăm chăm vào nàng ta liền nói thương mai biết nàng ta là người có tâm sự cũng không truy cứu sâu nữa hỏi linh lợi ngươi nhìn thấy a cảnh đã đưa nhu dao đi đúng không Linh lợi nói, ta không có nhìn rõ lắm, làn khó quá dày, mà lúc đó rất loạn, ta chỉ lo chỉ dẫn mọi người chạy thoát, xa xa nhìn thấy nhu dao vì cứu người mà bị thương, A cảnh xông qua đó, sau đó liền thấy A cảnh bế một người chạy đi rồi. Đôi mắt loan loan đỏ hoe, nhu dao ngàn vạn lần đừng có chết đó, chúng ta đến bao nhiêu người, cũng phải về bấy nhiêu người mới được. Thương Mai ôm lấy loan loan, im lặng không nói gì. Linh lợi nói, tướng quân Tô Thanh gửi thư tới, nói bây giờ bọn họ đang trên đường đến Kinh Thành. Thương Mai buông loan loan ra, ổn thỏa chưa? Ổn thỏa rồi, Linh Lợi nói. Vậy thì tốt, đáy mắt Thương Mai sinh ra một tia hận ý, hơn 5.000 mạng người, phải từ từ tính sổ rõ ràng với ông ta mới được. Loan loan buồn bã mà nói, đây chắc là sự trải nghiệm đáng sợ nhất trong cuộc đời ta đó. Thương Mai vuốt vuốt tóc của nàng ta, an ủi nói, không sao đâu, đã qua hết rồi. Trời đen kịt, Khói đậm cuồn cuộn, ngọn lửa dữ dội, cấm quân lao đến tàn sát như là sói đói. Loan Loan không kìm được mà nghẹn ngào, ngay cả trẻ con cũng không tha nữa. Nói xong, liền khóc lớn lên. Nàng ta đã nhẫn nhịn rất lâu rồi, đã muốn khóc từ lâu, nhưng sợ người ta nói nàng ta đã thành hôn mà không biết đạo lý ẩn nhẫn, quan trọng nhất mà linh lợi chưa hề rơi qua một giọt nước mắt, nàng ta cũng không tiện khóc, trong lòng kìm nén đến mấy ngày, thấy Thương Mai nói đến chuyện đêm đó, thực sự không nhịn được nữa nàng ta quyết định phải khóc một trận cho đã sau đó rồi từ từ chín chắn lại giống như mấy người suốt ngày gióng mồm lên la hét phải giảm béo cứ nghĩ sắp phải giảm béo rồi kiểu gì cũng mang tâm thái phải buông thả ăn sáng vài bữa trước cái đã cho nên trận khóc này chính là kinh thiên động địa thương mai vốn cũng đau lòng thấy nàng ta khóc đến nước mắt nước mũi đều chảy ra nước mũi chảy xuống đụng đến môi xịt một tiếng lại bị nàng ta hít về nước mắt thương mai lập tức ngưng lại, ngẩn người nhìn nàng ta, cũng không biết an ủi thế nào nữa, chỉ muốn cầm lấy khăn giấy chặn mũi nàng ta lại. Cô đưa khăn tay ra, đưa cho loan loan, loan loan nhận lấy lau loạn xạ lên mặt, rồi lại vứt lại cho thương mai, tiếp tục khóc lóc. Thương mai hừm một tiếng, thật là một bầu không khí bi thương bị nàng ta làm giống như một vở hề vậy. Thương mai cũng thật muốn khóc một trận, thật sự khóc không ra rồi, liền vỗ vỗ vai nàng ta nói, được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, tiếp sau đây còn nhiều chuyện lắm đó. Loan Loan nghe vậy, lấy lại khăn tay lau nước mũi, giọng nói mang đầy giọng mũi mà nói, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Thương Mai thở dài một tiếng, người đi rửa mặt trước đi, ta nói với Linh Lợi hai câu đã. Đôi mắt Loan Loan sưng đỏ như trái đào chín sắp dụng vậy, chỉ lộ ra viền mắt, thực sự có muốn mở mắt ra cũng không mở nổi, liền nói, vậy cũng được, ta đi rửa mặt trước, hai người nói cái gì lát nữa phải nói ta biết đó đi đi thương mai tống cổ nàng ta đi. Sau khi loan loan ra ngoài, thương mai nghiêm thần sắc lại, bá tánh chết ở mộc trại, thi thể đã thu gom lại chôn cất rồi sao? Thu gom từng người một đi chôn cất là không thể, cũng không phân biệt được rõ nữa, hơn nữa có một số quả thực là người bị nhiễm dịch, cuối cùng chỉ có thể thiêu đốt, cho cốt toàn bộ đem về mộc trại để, coi như là đưa bọn họ về nhà. Trái tim thương mai nghẹn lại một hơi, hoành hành trong lục phủ ngũ tạng không cách nào thoát ra được, cô phẫn nộ mà nói bây giờ chỉ có thể xem tần châu đó có quyết đoán hay không nếu không thì mấy bá tánh này thật sự chết loan rồi tần châu là người có quyết đoán nhưng nàng ta có thể đánh vào hoàng cung sao cái mũi loạn thần tặc tử không phải ai cũng muốn đội đâu tần châu trông có vẻ rất coi trọng danh dự linh lợi một lời liền nói ra vấn đề đây cũng là điều mà thương mai luôn lo lắng nhưng không có hỏi tần châu rốt cuộc cũng là trọng thân bên cạnh hoàng đế hơn nữa Tần gia nhận hoàng ân nhiều năm như vậy, lý do để cho Tần Châu phản là không đủ. Đương nhiên rồi, lý do giúp đỡ bá tánh là chính đáng, chỉ là chuyện của An Thành và Mộc trại bây giờ vẫn chưa truyền ra ngoài, nhưng việc hoàng đế sắp xếp nạn dân ở An Thành đã được truyền ra, có được một số bạc danh. Tần Châu muốn phản, danh không chính ngôn không thuận. Mà người ở Mộc trại đều chết rồi, không có chỗ để truy cứu, bên An Thành bị Tần Châu khống chế cục diện hoàng đế đại khái cũng đã thay đổi sách lược theo tình hình rồi. Cái này, đợi lão thất về, chúng ta bàn bạc một phen. Thương Mai nói, Linh Lợi nói, Tần Châu đã quyết tâm muốn phản, hơn nữa trong tay nàng ta có trọng binh, hai ngày nay thấy nàng ta không ngừng tiếp kiến tướng lĩnh trong doanh, có lúc bàn bạc đến một hai canh giờ cũng chưa ra, có thể thấy nàng ta có đủ quyết tâm. Thương Mai suy nghĩ một lát, để khi nào ta bàn bạc với nàng ta, bây giờ nàng ta án binh bất động, hẳn cũng là có tính toán cô ngừng đầu lên nhìn Linh Lợi, người tranh thủ đi tìm A Cảnh và Nhu Giao, nếu như A Cảnh thật sự đã đưa nàng ta đi, thì bây giờ chắc chắn đã bị thương. Điểm này ngươi cứ yên tâm, đã cho người ra ngoài tìm rồi, bên Tần Châu thực sự cũng đang sốt sắng, hôm quay về, đã thấy nàng ta phái ba tốt người đi tìm rồi. Như vậy thì càng tốt thương mai nói một hồi, cũng có chút mệt rồi, nói, làm phiền ngươi nhắn Tần Châu một câu, bảo nàng ta có rảnh thì đến gặp ta một lát. Nghe cô nói như vậy, Linh Lợi liền biết cô có lẽ đã có sách lược hay hiến cho Tần Châu, liền nói: "Được, ta ra ngoài ngay." Thương Mai lại nhìn nàng ta một cái, "Linh Lợi, mặt của ngươi thật sự không sao chứ?" "Không sao." Linh Lợi xua xua tay, liền ra ngoài. Linh Lợi ra ngoài chưa bao lâu, thì thấy màn trúc lay động, Thương Mai ngẩng đầu lên nhìn, thấy Tần Châu bưng thuốc đi vào. Trên mặt nàng ta mang theo một sự nhu hòa hiếm thấy, khiến cho độ cong trên khuôn mặt không còn băng lãnh như vậy nữa uống thuốc trước đi, đây là an nhiên lão vương ra kê đó, nói là thánh dược chữa thương. Để tử ta, thương mai thấy nàng ta như định đút, liền vội vàng chống đỡ cơ thể dậy, nhưng không ngờ hai tay mình đều bị thương, chống một cái liền đụng đến vết thương, đau đến khiến cô nghiến răng nghiến lợi. Đừng nhúc nhích, sắc mặt tần châu đen lại, ra vẻ mạnh mẽ gì chứ. Tuy bổn tướng không biết hầu hạ người khác, nhưng đút thuốc cũng không làm khó được bổn tướng. Thương Mai cười khổ, ta nằm như vậy cũng không tiện uống thuốc A. chương 622, được Thương Mai chỉ điểm. Tần Châu đặt thuốc xuống, cẩn thận đỡ cô dậy, nhét vào sau lưng cô một cái gối gấm thuộc theo hải đường, còn mình ngồi bên cạnh giường. Nàng ta sắn tay áo, bưng thuốc lên, khối muỗng trong chén thuốc vài cái, hơi nóng bốc lên, ồ ạt bay lên trước mặt nàng ta, khiến đôi con người nàng ta như nước, dịu dàng không nói thành lời. Nàng ta thổi một chút, đưa chiếc muỗng đầy thuốc đến bên miệng thương mai chắc không nóng nữa đâu uống đi thương mai có chút ngại sao lại phiên đại tướng quân người ta đút thuốc cho mình chứ chỉ là mình thực sự cũng không tiện nữa chỉ đành mở miệng nhìn động tác của tần châu liền biết là bình thường không quen hầu hạ người khác công việc nhỏ nhặt này làm trông có chút thô kệch có mấy giọt thuốc rơi trên chăn gấm nàng ta vội vàng lau đi ngược lại khiến cho chén thuốc bị rơi vãi càng nhiều hơn thương mai rất cạn lời hay là để ta tự làm đi. Tần Châu hừng một tiếng, vẫn đưa muỗng tới, ngươi chỉ cần há miệng là được. Thấy viên mắt hẹp dài của nàng ta hơi hơi giận dữ, thương mai chỉ đành cố gắng chấp nhận sự hầu hạ của nàng ta. Khó lắm mới uống hết, Tần Châu và thương mai đều không hẹn mà cùng thở phào. Sau khi đặt chén thuốc xuống, Tần Châu vậy mà lại lấy ra một túi mứt, soạt soạt, mở ra trước mặt thương mai, ăn đi. Thương mai khẽ sững sờ, Tần Châu này còn biết quan tâm người khác nữa. Thương Mai chọn một quả bỏ vào miệng mình, thực ra cô cũng không thích ăn thứ chua chua ngọt ngọt này lắm, chỉ là không muốn từ chối ý tốt của nàng ta. Linh Lợi nói người có lời muốn nói với bổn tướng, thấy cô ăn rồi, Tần Châu liền nhanh chóng gói lại nhét vào cái bàn nhỏ ở bên cạnh giường. Thương Mai vội vàng nhả hột ra, Tần Châu theo bản năng vươn tay ra, sau đó nàng ta sững sờ một cái, ngại ngùng thu về, cầm lấy khăn tay ở bên cạnh đưa cho Thương Mai, đôi mày thương mai khẽ rực một cái nếu như không nhìn nhầm thì trên đó còn có nước mũi của loan loan nhưng tần châu đang nhìn cô cũng không tiện không nhận cầm lấy một góc nhà hột lên trên khăn tay nhưng bị trượt tần châu nhíu mày tay đau đúng không một tay nàng ta cầm lấy khăn tay lau lau khóe môi của thương mai chỗ này còn thuốc đầu não thương mai nổ ầm một tiếng mẹ tôi ơi người có biết vệ sinh không hả sao thế ngốc rồi sao Tần Châu không vui mà nhặt cái hạt đó vứt vào trong ống nhổ, nhét khăn tay vào túi tay áo cô. Thương Mai liền cảm thấy cả người khó chịu, run rẩy mà rút cái khăn tay đó ra vứt xuống đất, cái đó đã bị loan loan lau nước mũi qua. Đôi mày tú của Tần Châu nhíu lại, ngượng ngập mà nói, loan loan này, thật là có chút không biết chừng mực rồi. Đâu chỉ là không biết chừng mực, là dơ bẩn, thôi bỏ đi. Sau này bớt cho nàng ta đến đôi mày Tần Châu nhíu lại chưa hề giãn ra, bộ dạng rất ghét bỏ. Thương Mai gian nan mà mở miệng, ta tìm ngươi tới, là có chút chuyện muốn nói với ngươi. Ngươi nói đi, Tần Châu lập tức tiếp lời, hiển nhiên nàng ta cũng có chuyện muốn nói với Thương Mai. Thương Mai ôm lấy chăn, chậm rãi mở miệng, Tần ra ngươi ở Bắc Mạc, tuy là thế gia hiển hách, nhưng cũng luôn được Hoàng gia nâng đỡ, ngươi muốn phát động đấu tranh, nếu như không có một lý do tốt thì khó tránh sẽ bị người ta chỉ sau lưng mắng là kẻ vong ân phụ nghĩa, cho nên ta muốn hỏi ngươi, trong lòng ngươi rốt cuộc là có dự định gì? Thương Mai nói xong, lại thêm một câu, ngươi đừng nói với ta là trong lòng ngươi có suy tính rồi, chuyện này nếu đã đến nước này rồi, thì loạn tử ta cũng có phần, hy vọng ngươi có thể mở rộng trái tim, chúng ta cùng tính toán. Tần Châu suy nghĩ một hồi, vấn đề mà ngươi nói, bổn tướng cũng có nghĩ qua, chỉ là cũng chưa có sách lược tốt. Ngươi trước giờ dẫn binh đánh trận, không biết những khúc khủy của triều đình, tuy ta không hiểu quốc sự bắc mạc, nhưng hẳn là cũng coi trọng danh tiếng, người muốn bước vô thoái vì cũng được, muốn làm hoàng đế cũng được, đều cần có một lý do danh chính ngôn thuận, nếu như không có lý do này thì không phải là đạo công lý, hoàng đế vô đạo, ta và ngươi trong lòng đều biết, nhưng bá tánh thì chưa chắc biết, nhiều năm làm ếch nấu trong nước sôi, khiến bá tánh đều chấp nhận tâm tư hoàng đế, tưởng rằng mở rộng lãnh thổ mới là vì lợi ích của thế hệ tương lai. Hơn nữa chuyện của Mộc Trại làm vô cùng bí mật, cho dù chúng ta bây giờ loan tin ra thì bá tánh cũng chưa chắc tin, hơn nữa thời gian gấp rút, không cho chúng ta đợi dân biến rồi mới khởi sự được. Tần Châu chỉ biết mình phải đánh một trận, nhưng không biết phải đánh thế nào. Nhiều năm như vậy, dẫn mình đánh trận, võ tướng trong chiêu đa số xuất thân từ quân Tần ra, người bên Tào Hậu không đủ gây khiếp sợ, chỉ là, chỉ quốc không phải chỉ có võ quan, mà còn phải có quan văn nữa, mấy quan văn này thường ngày cứ bám vấu cái sai này, chỉ trích cái sai nọ, cà dê lê mề vô cùng, nếu như không có một lý do tốt, thì sau này cho dù có nâng đỡ được sở Nguyệt Vương ra lên đăng cơ, thì đám lão già đó cũng sẽ không thần phục, chiều chính ngược lại càng thêm loạn. Bây giờ nghe thấy lời của Thương Mai, liền cảm thấy Thương Mai hắn là có kế sách hay, liền trột giả thỉnh giáo, Vương Phi có cao kiến gì. Thương Mai thở ra một hơi, nói, vốn dĩ chuyện của bác mạc ngươi, người đại chu như ta không nên nhúng tay vào, nhưng hoàng đế của các ngươi nếu đã gạt bọn ta qua đây, lại giết bệnh nhân của ta thì ta không thể khoanh tay đứng nhìn nữa chuyện này không những lý không đúng mà tình cũng không xuôi theo ta biết phái chủ chiến là ba người ngươi tào hậu và trấn quốc vương ra làm chủ tào hậu chắc chắn là tính cho thái tử nhưng trấn quốc vương ra là vì ai chỉ e cũng là vì ông ta thôi nếu như ông ta không có chút dã tâm nào thì chỉ e mấy năm nay cũng sẽ không bôn ba rồi cho nên trấn quốc vương ra sẽ là một chỗ đột phá tốt tần châu đang nghe nhập thân thì thấy thương mai đột nhiên không nói nữa ngẩng đầu lên nói người nói tiếp đi ta chỉ có thể nói tới đây còn sau đó người đi tìm an công chúa an công chúa tần châu mỉm cười mỉa mai một cái nàng ta là người của hoàng triều sở ra an công chúa là một người tài thương mai khẽ đè thấp giọng xuống đôi mày nhướng lên ta chỉ hỏi ngươi nàng ta thân là đại công chúa trong phủ ăn uống tiêu xài thế nào tần châu nói cực kỳ đơn giản khí phách của công chúa thế nào? cơ bản là không có. có hỏi thăm chuyện trong chiều qua không? cũng không có. thương mai gật đầu, phải đó. mấy năm nay nàng ta làm chuyện gì đều vạch rõ quan hệ với triều đình và hoàng gia. nàng ta là công chúa, thân phận này không thể phủi đi được. nhưng đãi ngộ của công chúa, nàng ta thà không cần. biết tại vì sao không? tần châu rõ ràng có chút căng thẳng, cũng có chút hưng phấn. nàng ta ngửi được một mùi gì đó rồi tại sao? Tại vì, nàng ta không tán thành tất cả những chuyện mà hoàng đế bắc mạc làm, hơn nữa nàng ta cũng là một người có tâm nhìn xa trông rộng, biết là dưới chế độ chuyên chế sẽ dẫn đến cuộc nổi loạn của dân chúng. Nàng ta phủi sạch mối quan hệ đi trước, đối với mình, đối với bá tánh cũng có lời giải thích. Phủi sạch quan hệ, làm thế nào để giải thích cho mình và cho bá tánh? Tần Châu không hiểu mấy tâm tư vòng vo này. Thương Mai chỉ đành nhẫn nại phân tích cho nàng ta, nếu như nàng ta hưởng thụ đãi ngộ của công chúa hoàng gia, thì chắc chắn sẽ gánh vác nghĩa vụ và trách nhiệm của công chúa hoàng gia. Sau này nếu như binh tới thành, thì đại công chúa như nàng ta có thể hất tay không quan tâm, bởi vì nàng ta tuy suốt thân hoàng gia nhưng không có hưởng thụ mấy cái mồ hôi nước mắt đó của dân chúng. Theo như ta biết, thì thu nhập mà triều đình ban thưởng đều dùng trên người của bá tánh rồi. Nàng ta hy vọng sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho thân phận công chúa hoàng gia của mình. Người có thể hỏi cao phụng thiên về điều này, hắn hoàn toàn biết điều đó. Đối với việc giải thích với bá tánh. Nếu như nàng ta giúp hoàng đế Bắc Mạc thì sẽ có lỗi với bá tánh, chỉ ít thì ta cho rằng nàng ta nghĩ như thế đó." Thương Mai đã cố gắng giải thích tâm tư của An công chúa một cách đơn giản rồi. Tần Châu cũng coi như đã hiểu rồi, nếu như có sự ngầm cho phép của người hoàng gia thì tâm tư của nàng ta cũng to gan hơn nhiều. Chương 623: Bắt đầu căng thẳng. Sau khi được Thương Mai chỉ điểm, Tần Châu thật sự đã đi tìm An công chúa ăn công chúa ngồi khoanh chân trên chiếc chiếu tre bên cạnh là lư hương hình con thú mạ vàng nắp rỗng tỏa ra những sợi xương khói hương trầm lúc nghe tần châu nói chuyện nàng ta không nói gì trên mặt cũng không có biểu cảm gì sau khi tần châu nói xong nàng ta cũng chỉ nhàn nhạt nhìn tần châu một cái liền đứng dậy đi ra ngoài tần châu sững sờ cảm thấy có khi nào tin sai thương mai rồi sao nhưng một lát sau lại thấy nàng ta quay lại trong tay cầm một cái hộp gấm đưa cho Tần Châu, người mở ra xem đi. Tần Châu nhìn thấy chiếc hộp sơn mài màu đỏ rất tinh xảo, chạm khắc tinh xảo, có một cái khóa màu vàng kim. Nàng ta nhận lấy, ấn vào cái khóa mở hộp ra, trong hộp đựng một văn thư màu vàng như là thánh chỉ vậy. Đáy lòng Tần Châu chợt chấn động, cầm lấy rồi mở ra. Đây là một phân thánh chỉ chỉ có bảo ấn của tiên đế mà không có bất kỳ nội dung gì. Tần Châu nghi hoặc mà hỏi, công chúa, phân thánh chỉ này là tiên đế để lại. Nhưng thánh chỉ không có nội dung. Đúng, sắc mặt An công chúa khẽ trắng bệch, Tần Châu, bổn cung sẽ không giúp ngươi quá nhiều, nếu ngươi vì thiên hạ mà phế đi hoàng thượng thì cũng phải nâng đỡ người sở ra lên, có hiểu không? Đáy lòng Tần Châu chợt lay động, công chúa yên tâm, thần đã ra lệnh cho người mời Sở Nguyệt Vương ra từ Đại Chu về rồi. An công chúa khẽ gật đầu, vậy thì tốt, hy vọng ngươi nói được làm được, thánh chỉ này, đem về cho thị nữ Linh Lợi bên cạnh Hạ Thương Mai nàng ta sẽ viết một di chỉ ngươi cần theo bút tích của tiên đế có di chỉ này rồi sau này sở nguyệt đăng cơ sẽ danh chính ngôn thuận ngươi cũng không cần gánh tội danh mưu phản linh lợi ăn công chúa thở dài một hơi khuôn mặt vẫn trông rất trắng bệch phải nàng ta là người của giả vương đại chu là một người tài người nói với nàng ta nàng ta sẽ hiểu tần châu thấy sắc mặt công chúa khó coi cũng không biết an ủi thế nào chỉ nói công chúa thân bất đắc dĩ An công chúa ngẩng đầu lên, liếc nhìn nàng ta một cái, bổn cung không phải là nhắm vào ngươi, không phải ngươi thì cũng là người khác, nhưng bổn cung thà là người, chỉ ít, người nguyện ý nâng đỡ người sở ra lên, bốn cung tuy không phải người có tâm nhìn xa trông rộng, nhưng ít nhất cũng có học sách thánh hiền vài năm, biết hoàng đề bạo chúa vô đạo sẽ kích động sự căm phẫn trong lòng dân, mấy năm nay hoàng đế chinh chiến liên miên, siêu cao thuế nặng không ngừng, bây giờ bắc mạc thiên tai, ông ta còn muốn gây ra thảm họa nhân sinh tính mạng của nhân dân ở trong mắt ông ta, giống như cỏ cây, một vị hoàng đế không coi dân chúng như con người. Hai, bỏ đi, bổn cung đã chuẩn bị xong rồi, người đi đi. An công chúa hiển nhiên cũng không muốn nói quá nhiều với Tần Châu, tự nàng ta có chỗ mâu thuẫn khó xử. Hoàng đế bây giờ, là người thân của nàng ta, tuy hận sự chuyên quyền của ông ta, nhưng tình nghĩa máu thịt không dễ cắt đứt ra. Tần Châu chắp tay cáo lui, về tìm linh lợi. Linh lợi đúng lúc cũng đang ở chỗ thương mai, lúc Tần Châu mở tấm thánh chỉ đó ra, thương mai khẽ sững sờ một hồi, sau đó liền hiểu ra. Phân thánh chỉ này, đại khái là tiên đến cố ý để lại, vốn dĩ là cho công chúa một sự bảo hộ, bởi vì tiên đế yêu thương công chúa, sợ hoàng đế đối xử với nàng ta không tốt, lại không biết sẽ đối xử không tốt với nàng ta bằng cách thế nào, bèn để lại một thánh chỉ không có nội dung nhưng đã được đóng bảo ấn. Thánh chỉ của Bắc Mạc, trong cung có tồn lưu lại không? Thương Mai hỏi. Tần Châu lắc đầu, không có, thánh chỉ chỉ có một phần, không có lưu trữ lại. Vậy thì tốt. Tần Châu chắp tay nói với Linh Lợi, cô nương, công chúa nói, ngươi. Linh Lợi cắt ngang lời nàng ta, ta hiểu, ngươi theo ta đi. Hai người đi ra ngoài không lâu, Linh Lợi liền quay lại, còn Tần Châu thì không biết đã đi đâu. Thương Mai hỏi, ngươi kêu nàng ta đi làm gì vậy? Linh Lợi nói, mô phỏng bút tích của tiên Để. Người biết sao, thương mai cảm thấy linh lợi thật sự là vạn năng. Khóe mắt linh lợi khẽ nhướng lên, không phải chuyện gì khó, bút tích của tiên đế Bắc Mạc, ta đã từng thấy qua. Thấy qua, liền có thể sao chép, nàng ta là máy photocopy sao. Vương gia nhà các người thật tốt số, bên dưới tay toàn là người tài. Thương mai đùa giỡn nói. Linh lợi cũng cười, nếu như không có chút bản lĩnh, làm sao mà có thể theo bên cạnh chủ nhân chứ? thấy khóe mắt nàng ta tuy đang nhướng lên, nhưng không cảm nhận được chút ý cười nào của nàng ta cả. Thương Mai nghĩ, trong lòng mỗi người đều có câu chuyện của mình, quá khứ của Linh Lợi, sợ là không dễ chịu. Như vậy, qua vài ngày, Thương Mai chỉ tính dưỡng sức khỏe, Tần Châu mỗi ngày đến tới gặp cô, nói cô nghe tình hình bên ngoài. Ví dụ, các nạn dân bây giờ ăn uống không tệ, ăn đồ ăn hoàng gia của ngự thú viên, một hơi có thể ăn 10 cái màn thầu, xua khi bệnh nhân uống thuốc, đều khỏe lên nhiều rồi. Lại ví dụ, hai đệ đệ của Tào Hậu chết rồi, Tào ra bên kia khóc lóc ẩm trời, sau khi Tào Hậu khóc đủ, đòi báo thù cho hai đệ đệ vừa dấn thân vào bờ vực chính trị, đang bay cao bay xa thì bị Thương Mai và Tần Châu bắn chết. Lại ví dụ, bây giờ tin tức thôn dân của Mộc Trại bị thiêu đốt cũng đã truyền ra ngoài, tin tức không có chân mà chạy, mấy ngày, đã truyền khắp cả kinh thành. Rất nhiều kẻ buôn bán ngoại địa ở trong kinh cũng đem tin tức này đến các nơi các nước lại ví dụ sở nguyệt vương ra lập tức sẽ đến kinh đô ngay nhưng thương mai đã nghe ra tin tức thiếu sót từ trong mấy lời của tần châu lão thất đâu tại sao còn chưa về hoàng đế thì sao hoàng đế có phản ứng gì có phương pháp gì hành động của tần châu thì sao mấy cái này tần châu đều không nói ngày mùng tám đột nhiên thấy tần châu điều động nhân mã trong phủ đệ tăng thêm không ít nhân thủ mà tần châu hạ lệnh bất kỳ ai cũng không được vào bất kỳ ai cũng không được rời đi. Thương Mai biết, Tần Châu đại khái là sắp khởi binh rồi. Cô đã có thể xuống đất đi lại rồi, Tiểu Khuyên trải tóc cho cô, nói, Vương Phi, người đừng ra ngoài, nghe thị vệ trong phủ nói, mấy ngày này sợ là sẽ có chuyện lớn xảy ra. Thương Mai nói, ta không ra khỏi phủ, chỉ ở trong sân đi dạo thôi. Tần Châu vô cùng quan tâm vết thương của cô, mấy ngày này đều không cho cô ra ngoài, cứ thúc cô ở trên giường dưỡng thương, Bản thân nàng ta cũng đích thân tới chăm sóc, còn chăm sóc vô cùng chu đáo, chỉ ít sau này đút thuốc, không còn rơi vãi qua, xem ra đã về khổ luyện một phen rồi. Đương nhiên, sự chăm sóc của Tần Châu, thương mai cho rằng là sự ái náy trong lòng nàng ta, dù sao, mình cũng vì cứu nàng ta mà bị thương. Ra khỏi sân đi dạo một vòng, thực ra để cảm nhận một chút bầu không khí trước chiến tranh. Trong phủ, không có không khí gì cả ngồi với Linh Lợi và Loan Loan ở trong sân một hồi, tin tức của Linh Lợi vô cùng nhanh nhạy. Nói Trấn Quốc Vương ra tối hôm qua đã khởi binh rồi, vậy mà lại là trực tiếp sát phạt vào Hoàng Cung. Phủ binh của Trấn Quốc Vương ra và cả binh mã 20 doanh sát phạt vào, đối chọi với cấm quân của Hoàng đế. Tần Châu, không có bất kỳ hành động gì. Thương Mai khẽ nói, phải, Sở Nguyệt Vương ra còn chưa về tới, nàng ta không thấy hành động, bây giờ ai sát phạt vào cung cũng được. Tóm lại, một khi Tần Châu ra tay, tất cả đều sẽ là của nàng ta. Đúng rồi, quân Bắc Mạc, toàn bộ lui quân, Linh Lợi đột nhiên nói. Thương Mai nói, trận chiến này không đánh, thật sự tốt a. À? Mấy chục vạn người lui về, hậu quả. Mọi người đều không nói gì, mong đợi Tần Châu có thể diễn một vở kịch hay. Loan Loan đột nhiên nghi hoặc mà hỏi, chấn quốc vương gia này tại sao lại đột nhiên khởi binh vậy chứ? Ta cảm thấy Thương Mai mỉm cười ông ta là vì bị người ta xúi bậy, bị người ta gạt rồi, nhưng mà, nếu như không có dã tâm, thì ai gạt được ông ta khởi binh chứ? chương 624, Lão Thất đến. Linh lợi nhìn thương mai một chút, đúng là cái gì Vương Phi cũng hiểu rõ. Không hiểu hết đâu, mọi chuyện bên ngoài ta đều không hiểu gì cả, tốt xấu gì cũng nuôi bệnh nhiều ngày thế này rồi, nào đâu biết được chuyện gì xảy ra chứ. Thương mai giãn gần cốt một cái, vết thương đã hết đau, mấy ngày dưỡng thương này thật sự là nằm đến xương cốt cũng sắp đứt rồi. Linh lợi nói, nghe nói, vị lão thái thái kia của tần gia đi tìm Trấn quốc vương gia, còn nói muốn ủng hộ ngài ấy làm hoàng đế, Trấn quốc vương gia nhất thời bị ma quỷ mê hoặc tâm trí, liền lên làm. Lão thái thái tần gia, loan loan nghiêng đầu là tổ mẫu của tần châu sao? Cũng không chỉ là bà nội của tần châu mà cũng chính là mẹ của tần lão tướng quân cứng đầu. Nghe đến, cũng đúng là một nhân vật nha thương mai hứng thú, linh lợi, kể chuyện cũng đi. Linh lợi liền bày ra dáng vẻ của thuyết thư tiên sinh, bây giờ nàng ta không đeo mạng che mặt, khuôn mặt không có gì khác biệt so với lúc. Trước, thậm chí ngay cả vết thương nhỏ cũng đều không nhìn thấy. Lão thái thái tần ra, nói đến thì có chút nguồn gốc với Hoàng Thái Hậu Đại Chu, là nguồn gốc thế nào thì không biết, tóm lại, ngày đó an nhiên lão vương ra đưa thuốc đến, liền trực tiếp đi vào trong phủ gặp vị lão thái thái này, hai người nói chuyện hồi lâu cũng không biết nói cái gì. Sau đó, lão thái thái liền truyền Tần Châu quay trở về, lại nói chuyện hôi lâu. Rồi sau đó, lão thái thái Tần ra liền bưng thuốc đi tìm Trấn Quốc Phương ra, nói muốn chữa bệnh cho ông ta. Lúc đó Trấn Quốc Phương ra đang bị bệnh dịch đã gần chết, thuốc của Tần lão thái thái cứu được ông ta, ông ta liền vô cùng cảm kích, giữ lão thái thái Tần ra ở lại Trấn Quốc Phương phủ làm khách. Trong lúc làm khách đó nói cái gì làm cái gì người bên ngoài cũng không biết, tóm lại, sau khi tần lão thái thái đi về thì hôm sau trấn quốc vương ra liền khởi binh tự em suy đoán chắc là lão thái thái kia đã hứa hẹn muốn giúp đỡ ông ta làm hoàng đế ông ta mới có thể không tiếc gì không đếm xỉa đến tất cả dù sao bây giờ kinh thành loạn như vậy nếu như ông ta có tâm mưu phản thì đây là thời điểm tốt nhất vị trấn quốc vương ra này đại khái coi tần châu là hậu thuẫn của ông ta nhưng tần lão thái thái không thể thay tần châu được thương mai cười đúng là không thể thay thế nhưng tất cả mọi người biết vị thái thái này nói gì thì Tần Châu sẽ nghe nấy. Cho nên Thương Mai nắm một ít tóc, hơi ngẩng đầu, chấn quốc vương ra hiểu lầm. Đó cũng là cố ý để ông ta hiểu lầm đó, ông ta không hiểu lắm thì Tần Châu làm sao làm xong chuyện. Loan Loan cho rằng Thương Mai không rõ, liền giải thích. Linh Lợi nhìn gương mặt đau buồn hiền lành kia của Loan Loan, thở dài một cái, Loan à, lúc nào mới có thể trưởng thành đây? loan loan hơi ngơ ngác không phải là ta đã thành thân rồi sao một cô nương chưa thành thân như ngươi sao lại nói ta chưa trưởng thành chứ thương mai phì cười một tiếng hôm sau mộ dung khanh dẫn theo sở nguyệt vương ra đi vào khí thành hắn đã sớm biết được chuyện thương mai bị thương cho nên sau khi giao sở nguyệt vương ra cho tần châu lập tức muốn đi đến xương phòng của thương mai tần châu hơi ngăn cản hắn trông huynh rất tức giận hửng mộ dung khanh hơi nhíu mày lại không phải hạ thương mai sai mà vì nàng ấy cứu bản tướng tần châu giải thích Hửm, mộ dung khanh tiếp tục hơi nhíu mày đừng mắng nàng ấy tần châu cảm thấy hắn đang nổi cơn thịnh nộ còn mình thì lộ ra vẻ yếu thế liền nói khẽ nói nhảm từ trong hàm răng của mộ dung khanh lóe ra hai chữ rời đi như gió lốc bắc mạc không có một người nào bình thường tần châu nhìn bóng lưng của hắn ánh mắt kéo dài có chút ngơ ngác có chút phiền muộn. Cuối cùng, người ta là vợ chồng đàng hoàng, mình là một người ngoài, có thể nói cái gì? Có thể làm cái gì? Hạ thương mai, mộ dung khanh còn chưa đến viện tử, đã mở miệng gào to. Mày thương mai nhướng lên một cái, vội vàng nói với tiểu khuyên, mau mở cửa ra đi, đừng để ngài ấy đá hỏng. Tiểu khuyên vội vã chạy đến, nhưng vẫn chậm một bước, bịch một tiếng cánh cửa đã bị đá mở tung, may rằng tiểu khuyên còn chưa chạy đến, nếu không bằng lực đá cửa này có thể làm cho nàng ta bất tỉnh mấy năm. Thương Mai thấy thế, vội vã đi qua, một tay kéo cánh tay hắn lại, há miệng ra, liền liên tiếp dỗ ngon dỗ ngọt, vương ra tới rồi. Trên đường vất vả lắm đúng không? Ăn được ngủ được không? Ta đã sắp nhớ đến chết rồi. Nói xong, liền muốn hôn mạnh lên mặt hắn một cái. Nhưng miệng còn chưa tới gần, đầu đã bị năm ngón tay của hắn đẩy ra, thương mai cười, đối diện với con người đen nhánh như mực của hắn, trong con người có một tia lộ lên, là tức giận. Tiếp theo, chính là một tiếng hét cao giống như trận cuồng phong, nàng có tiên đồ quá, giúp nàng ta đỡ mũi tên này, luyện một thân mình đồng ra sắt từ bao giờ thế. Nàng có mấy cái mạng để ném, còn học người ta người đẹp cứu anh hùng, người ta cần nàng cứu sao. Cũng không cần nhắc một chút cần lượng của mình, thân thể kia của nàng ngay cả bị ra vui thích hai lần đã nói không chịu nổi, còn không biết xấu hổ đi giúp người ta đỡ tên, Tiểu khuyên vốn dĩ đã quay về, nghe được tiếng mắng này, lập tức dừng bước chân lại, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài, mắc cỡ chết người ta rồi. Thương Mai vội vàng che miệng của hắn lại, lấy lòng như chú cún, thôi nào, ta biết sai rồi, người đừng nói nữa, ồn ào cái gì chứ. Thật là, đây tức giận đến mất lý trí, lời này cũng có thể nói sao. Biết sai thì không được măng hả, mộ dung khanh một tay kéo xiêm y của nàng ra, vết thương ở đâu. Bản vương nhìn xem, thương mai tự mình cởi ra, lộ ra vết thương, vết thương đang kết phẩy, có thể thấy được đơn thuốc của lão vương ra kê vô cùng tốt. Mộ dung khanh vẫn đang trong cơn thịnh nộ, nhìn thấy vết thương này giống như bị dọa sợ, ngơ ngác không nói gì, chỉnh lại xiêm y cho nàng rồi ngồi xuống không nói lời nào. Sao vậy, thương mai biết lòng hắn không thoải mái, liền lắc lư cánh tay của hắn. Một đường bôn ba, mặt mũi tràn đầy phong trần, toàn thân tản ra hương vị mồ hôi và máu, chắc hẳn hắn là cũng trải qua mấy lần chém giết. Lão thất, thật xin lỗi, thương mai thấy hắn vẫn không nói lời nào, liền chân thật nhận sai. Đôi mày kiếm của mộ dung khanh nhíu lên, đường cong trên mặt càng tỏa ra vẻ cứng rắn băng lãnh, ngay cả đáy mắt cũng đều quét một tầng xương lạnh, hạ thương mai, nàng cũng đã biết, nếu như vết thương này của nàng lệch một phân, thì nàng có thể mất mạng tại chỗ đó. Đương nhiên thương mai biết, nếu như bắn chạch một chút, chúng vào nội tạng, chắc chắn nàng cũng sẽ đi gặp Diêm Vương ra luôn rồi. Một khắc nàng giúp người ta đỡ mũi tên này, có từng nghĩ qua nếu như nàng xảy ra chuyện gì thì ta phải làm sao không? Nàng và ta chính là... Bái đường đàng hoàng, nàng chết rồi ném lại một mình ta, sau này ta làm gì cũng không thoải mái đâu. Giọng nói của hắn có chút mất hứng thất vọng không nói ra được. Trong lòng thương mai siết chặt, lúc ấy tình huống nguy hiểm, nàng cũng không kịp suy nghĩ, sau đó, quả thật là nàng cũng nghĩ mà sợ, sợ chết thì không nghi ngờ rồi nhưng mà cũng sợ hắn sẽ thương tâm thật xin lỗi ta cam đoan về sau sẽ không thế nữa thương mai ôm lấy hắn nói khẽ mộ dung khanh lắc đầu lạnh lùng như cũ đáp trả đoạn đường này hoàng đế bác mạc một mực phái người đuổi giết chúng ta nhưng mỗi một lần gặp được phục kích bản vương đều sẽ nghĩ nếu như bản vương xảy ra chuyện thì nàng sẽ làm sao bởi vậy bản vương đều cho bảo vệ mình là điều kiện tiên quyết tuyệt đối không cậy mạnh đáy mắt thương mai thấm ướt, ngực căng trướng như có sóng cả mãnh liệt không nói ra được, như nước thủy triều tuôn ra, hắn chưa từng nói dễ nghe giống như vậy. Trần Quý yêu thương đối phương là biện pháp tốt nhất, không phải là nên bảo vệ mình cho tốt sao. Thương mai thật sự cảm thấy hổ thẹn. chương 625, Kinh Đô Giới Nghiêm Một phương ra mặt lạnh nói ra sợ hãi như thế này, có thể thấy được là thương mai thật sự đã hù đến hắn. Bởi vì hắn biết, nơi này không phải đại chu, nơi này là bắc mạc mặc kệ là tần châu hay là kỳ vương cũng đều không phải là người có thể tin tưởng thấy thương mai an tâm nhận sai mộ dung khanh mới chậm rãi nói ra chuyện của nhu giao mộ dung khanh nói nàng cũng không cần lo lắng quá nhiều cao phụng thiên đã phái người ra ngoài tìm bốn phía rồi chắc hẳn rất nhanh sẽ có tin tức hy vọng như thế thương mai nhớ tới nhu giao luôn luôn lo lắng nàng thật hy vọng nhu giao có thể được hạnh phúc đó là một cô nương hiền lành dám yêu dám hận dùng toàn sức lực khiến mình thoải mái lấy thân phận dòng dõi của nàng ta nàng ta có thể có tính tình kiêu căng nhưng lại không có nhà nàng ta dạy dỗ vô cùng tốt yêu một người người kia không yêu nàng ta nàng ta liền từ bỏ sẽ không dây dưa đến chết nàng ta có tự ái của mình nàng biết nhu giao từng thành thân một lần nhưng hiển nhiên vị hôn phu kia không phải là người nàng ta yêu thích chẳng qua là lúc đó tại sao lại phải gả chứ nhu giao từng thành thân một lần lúc ấy là vì sao thương mai hỏi mộ dung khanh lắc đầu không biết hắn đối với mấy chuyện như thế này chưa từng hỏi mặc kệ đi không biết một chút gì sao mộ dung khanh suy nghĩ một chút dường như từng nghe nghiêm vinh nói qua một chút lão bát từng quấn chặt lấy nàng ta còn bảo quý thái phi đi cầu hôn nàng biết thủ đoạn của quý thái phi mà nhi tử bảo bối của bà ta thích chắc chắn sẽ vì hắn mà đoạt về nhu giao là người có tính tình quật cường không nguyện ý gả cho lão bát, liền tìm một mối hôn sự, người kia cũng là con cháu nhà quyền quý, chỉ là thân mang bệnh hiểm nghèo, không còn sống bao lâu nữa, sau khi nhu giao gả đi sau không bao lâu, vị hôn phu kia của nàng ta liền chết. Thì ra là thế, thương mai không khỏi thở dài, một nữ tử nhiệt liệt như thế, vì sao lại không thể có được hạnh phúc của mình? Nếu như lần này nàng ta chết, làm sao có thể không khiến cho người ta đau lòng bóp cổ tay? nói một lần tình hình gần đây giữa phu thêm mình, lần này trải qua phân biệt với thương, tình cảm của hai người tăng tiến không ít, có lẽ, từ trong trận ôn dịch với đồ sát ở Bắc Mạc, bọn họ đều nhìn thấu một vài thứ, càng cảm thấy không có gì tốt hơn so với việc còn sống, sau đó chân quý người bên cạnh thật tốt. Hai ngày sau, Tần Châu vẫn án binh bất động như cũ. Chợt có tin tức trong kinh truyền đến. Toàn thành giới nghiêm, cấm ở lại ban đêm, tuân phòng trong kinh đã bị người của Trấn quốc vương ra diệt trừ, chín cửa thì có bốn cửa cũng bị Trấn Quốc Vương ra đoạt được, bách tính sợ hãi không dám ra ngoài, mỗi lúc trời tối đều có thể nghe được âm thanh đao thương kiếm kích chém giết liên tiếp, nếu như buổi sáng có lớn mật mở cửa, sẽ có thể nhìn thấy người chiến thắng đang lau vết máu trên đường. Trong cung vẫn còn chưa truyền đến tin gì, nhưng mà chỉ là không có truyền đến trong tai thương mai, mỗi ngày Tần Châu với Sở Nguyệt Vương ra đều bàn bạc. Ngược lại mỗi ngày mộ dung khanh đều mang về một vài tin tức cho thương mai, quân trong hai cung rằng co, Hoàng đế đánh đồng bị giam lỏng, chấn quốc vương ra thông thả ra tay, nghe nói là muốn ép hoàng đế hạ chỉ nhường ngồi. Hoàng đế không có cách nào sao? Không, hoàng đế luôn luôn chờ đợi Tần lão tướng quân Tần vào cung hộ giá. Nhưng mà hoàng đế lại không biết, quả thật là Tần lão tướng quân có tâm hộ giá nhưng lại không có năng lực, trong phủ bị lão thái thái tiếp quản, lão thái thái hạ lệnh, Tần lão tướng quân không được bước ra cửa phủ một bước. Nghe nói lúc tần lão tướng quân lành bệnh đã từng chống đối lại một trận, nhưng mà lão thái thái có uy phong thế nào? Một lời không hợp liền đánh ông ta gãy chân. Lão tướng quân thân tàn trí kiên sao, không để ý hiếu nghĩa, chỉ chơi mắng chửi mẹ mình ngõ nghịch vua, phá hỏng danh tiếng trung nghĩa nhiều năm của tần gia. Sao thân tàn trí kiên, tuy bên ngoài đã tàn phế, nhưng bên trong vẫn có mục tiêu và trí lớn. Ngược lại lão thái thái cũng dứt khoát, trực tiếp cho ông ta hai cái tát lớn, chỉ vào chán của ông ta tức giận nói, không sai, đúng là lão thân ngỗ nghịch vua đó, lão thân muốn phản, như thế nào? Hiệu quả chửi bóng chửi gió của phụ nữ đanh đá, đương nhiên một nam nhân như lão tướng quân không so được với lão thái thái, tuy nói sức mạnh của bàn tay ông ta cũng làm người ta sợ hãi, nhưng cũng chỉ dám đánh trên ván giường, không dám động mọt bàn tay nào vào lão thái thái. Cũng không phải tin tức trong cung không có, trong nhiều năm tào hậu cũng đã chiêu mộ được không ít đại thân, nhưng làm thế nào thì hoàng đế và tào hậu cũng chưa từng nghĩ đến người khởi sự sẽ là trấn quốc vương gia trước đó vẫn quản chế hành động của tần châu không gì trở ngại trấn quốc vương gia bỗng nhiên liền mang binh tấn công vào thật sự là đánh đến trở tay không kịp ngay cả tin tức cũng không thể truyền ra được có vài người trung thành với hoàng thất muốn nhập cung hộ giá nhưng dưới tay không có lâu la phần lớn võ tướng đều bị tần châu nắm trong tay ngay cả có một ít thì cũng là thuộc hạ cũ của long lão tướng quân Trái lại Long lão tướng quân sục sôi đắc ý, thay đổi giọng điệu, không ngừng giao du với các vị đại thân, nghĩ ra đủ loại tai họa, đều nói ra rất sống động, trong lúc đó còn rơi xuống hai giọt nước mắt anh hùng đục ngâu. Quả thật, hiệu lực lời kêu gọi của lão tướng quân kinh người, sự đóng góp của ông ta với Bắc Mạc đều đi sâu vào lòng dân, ông ta diễn thuyết khắp nơi làm cảm động rất nhiều người, đương nhiên, cảm động là trên mặt mũi, quan trọng nhất chính là nhìn thấy ông ta đến tất cả mọi người đều hiểu hoàng đế đã mất đi trèo trống ngay cả lão tướng hoàng gia cũng đều không hỗ trợ hoàng thượng, hoàng thượng còn có đường sống gì chứ. Thế là, càng ngày càng nhiều người gia nhập đội ngũ lên án hoàng thượng. Nếu như quan viên đã lên án, chắc chắn dân gian cũng sẽ lên tiếng. Long lão tướng quân chỉ mở đầu, nhiệm vụ tiếp theo do bách tính mở đường, rồi do những quan viên khác làm. Quan viên này cũng có con đường quảng bá của mình, tỉ như, tiên sinh kể chuyện trong trà lâu, người bán hàng rong ở đầu đường cuối ngõ, còn có giáo phái chính nghĩa bỗng nhiên xuất hiện nữa, từ cách ăn mặc quan binh cách ăn mặc thành đạo hữu bộ dáng, sơ lên một cái vừa đào được thần tiên sống, đi khắp phố lớn ngõ nhỏ mà cao giọng Nói tội ác của hoàng đế. Sau khi thương mai nghe xong, cười nói, nhưng chấn quốc vương ra vào cung thảo phạt như vậy, chẳng phải là thuận theo ý dân sao. Mộ dung khanh vén tay áo nàng lên tỉ mỉ loại bỏ cặn thuốc bên trên vết thương, đúng vậy, thuận theo ý dân, nhưng cũng đừng nên quên, không ai không biết một điểm là mọi chuyện hoàng thượng làm ra trước kia đều là do trấn quốc vương ra khơi mào đây chính là bước ngoặt mà tần châu muốn bắt được sao thương mai cười cười tần châu không có loại tâm tư siêu vẹo này là chủ ý của ai sở nguyệt vương gia sở nguyệt vương gia này là hạng người gì thương mai biết tần châu sẽ giúp đỡ vị vương gia này thượng vị chỉ là không biết rằng hắn ta có tàn bạo giống thái tử hay không không sai mộ dung khanh suy nghĩ một chút mới ra được kết luận này, thương mai nói hắn luôn bắt bẻ khi nhìn người. nếu như hẳn nói không tệ, tất nhiên sẽ rất tốt. mộ dung khanh còn nói quan trọng nhất chính là mẹ đẻ của hắn ta là bị tào hậu hại chết. nghe nói trước khi chết còn bị hành hạ một phen. ai thương mai lập tức cảm thán vì tào hậu lần này sợ rằng tào hậu nương nương phải chết rất thảm rồi. không đúng sao? báo ứng. mộ dung khanh kéo xiêm y của nàng lên thản nhiên nói những năm này nguyên nhân hoàng đế bắc mạc coi trọng võ tướng là phải không ngừng thảo phạt khắc tứ phương quốc gia cũng không phải là ông ấy không kiêng kỵ tần châu chỉ là cho dù tần châu là nữ tử được khống chế tốt mà quyền lực hắn ta gao xuống quá triệt để nhưng nếu không làm như vậy sao tần gia sẽ cam tâm tình nguyện đấu tranh dành thiên hạ cho hắn ta chứ chỉ là chính là hắn ta một tay bôi dưỡng lão hổ cuối cùng phản phệ cũng là đáng đời hắn ta Thương Mai biết hoàng đế Bắc Mạc vì mở rộng cương thổ đã liều bất cứ giá nào mới có thể một mực coi trọng Tần Gia, Tần Gia vốn là quân hậu thế gia, danh vọng rất cao, năm đời cầm binh quyền, uy vọng cùng quyền lực đe dọa hoàng đế, hắn ta lại cho rằng khống chế được Tần Châu thì liền có thể khống chế tất cả, nhưng Tần Châu là một nữ tử có tư tưởng, không phải hoàng đế ngươi nói có thể khống chế liền có thể khống chế. Về sau thấy Tần Châu không khống chế được, liền muốn hạ sát thủ, cho rằng làm như vậy sẽ có thể thu hồi binh quyền trong tay Tần Châu nhưng tần châu người mỗi ngày gánh vác đau thương ngậm máu ăn cơm nào đâu đến lượt hoàng đế ngồi tại miếu cao uy phong lẫm liệt có thể tính kế. chương 626, Hoàng đế chết. Kỳ thật, nếu như hoàng đế bắc mạc có thể thu liếm qua loa một chút ngạo khí với dã tâm, có thể lừa gạt một chút tần châu ở bên kia, làm lung lay một chút, như vậy, hắn ta vẫn còn có thể an ổn làm hoàng đế. Chỉ tiếc rằng hắn ta đã thật nhìn lâm tần châu, cho dù những năm này bản tính tần châu biết điều kính cần nghe theo, làm sao biết phía sau vẻ kính cần nghe theo biết điều của nàng ta lại cất giấu một con ngựa hoang trên hàm không có gì. Hoàng đế bắc mạc dùng người thì sẽ không nghi ngờ, chính sách nghỉ người thì không dùng người, với Tần Châu hoàn toàn là lật thuyền trong cống. Hắn ta chạm đến ranh giới cuối cùng của Tần Châu. Hắn ta vẫn luôn không nhìn Tần Châu rõ ràng nên cho là nàng ta cũng giống như mình, vì mở rộng cương thổ mà nỗ lực bất chấp tất cả, bao gồm cả bách tính lời đồn đại trong kinh vào 15 ngày này có thay đổi. Trấn Quốc Vương ra chính thức trở thành điểm nóng thảo phạt. Những năm qua ông ta cấu xé tàn bạo với toàn dân chăm họ, thậm chí mà nói những chính sách hoàng đế ban với nạn dân đều là chủ ý ông ta đưa ra. Cứ như vậy, hoàng đế cùng Trấn Quốc Vương ra đều thành người xấu, bách quan cùng bách tính đều mong mỏi có một dòng nước trong có thể làm tan rã thế lực hắc ám này. Cứu tinh xuất hiện, trạng vạng tối 16 tháng 7, mùa hè nóng, quân tần ra hồi chiều, vây kinh đô vô cùng chặt chẽ, sở Nguyệt Vương ra cùng tần châu xuất lĩnh binh mã vào cung. Đêm đó, thương mai cùng mộ dung khanh dùng trà trong sân, đây là chuyện của bác mạc không liên quan gì đến bọn họ, bây giờ bọn họ chỉ còn chờ sở Nguyệt Vương ra đăng cơ, sau đó bọn họ sẽ trở thành công thần của Bắc mạc với đại chu. Cầm văn thư hiệp ước 100 năm không giao chiến về triều đại chu làm anh hùng triều đại chu. Bên ngoài chuyên đến tiếng chống trận dầm dĩ huyên náo, không đến hai canh giờ, đã nghe thấy bên trong cung truyền đến tiếng chuông vang thông báo rằng tần châu với sở nguyệt vương ra thắng lợi. đừng nói là thương mai, ngay cả mộ dung khanh cũng chưa từng thấy bất cứ một trận bước vô thoái vị nào lại nhanh như thế. hơn nữa tần châu còn đánh với hai phe địch. tần châu thắng lợi rồi, thương mai nói. chén lưu ly li trong tay mộ dung khanh chuyển động, ánh mắt theo cái chén chuyển động mà được chiếu sáng dạng dỡ đối. nghịch với tần châu kết cục đều rất thảm. Đây chính nguyên nhân hắn dùng trăm phương ngàn kế tránh đi cuộc đối chiến lần này với Bắc Mạc. Tin tức không ngừng truyền về. Đầu tiên là Trấn Quốc Vương gia ở trong cung giết chết hoàng đế Bắc Mạc có ý đồ đăng cơ. Tiếp theo là Tần Châu với Sở Nguyệt Vương gia dẫn người vào cung bắt được Trấn Quốc Vương gia, cứu vớt được thi thể của hoàng đế Bắc Mạc. Giữ cho hắn ta toàn thây cũng là một công. Về sau, Tào hậu bị thương trong loạn chiến, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc, Sở Nguyệt Vương gia vì cứu mẹ cả cũng bị người của Trấn Quốc Vương ra làm bị thương, hiếu nghĩa đáng khen. Lại sau đó, Tào Hậu Liên thỉnh ra di chiếu của tiên đế, hóa ra lúc sở Nguyệt Vương ra vừa ra đời thời điểm tiên đế đã vô cùng thích, mệnh quốc sư từng bói qua, cảm thấy sau này người này rất có triển vọng, liền để lại một di chỉ, ngày sau nếu như bắc mạc phát sinh bí đao đậu hũ gì đó thì sắc phong sở Nguyệt Vương ra làm thái tử. Số người tin tưởng di chiếu này không nhiều, nhưng bảo ấn thật to cùng ghi chép tự tay của tiên đế ở nơi đó, ai dám chất vấn chứ? Đúng lúc đó Tần Châu cũng bảo ai muốn chất vấn thì tự mình xuống dưới hỏi tiên đế ra. Thế là, người chất vấn nhau nhau biểu thị duyên phận với tiên đế đã hết, sinh tử không còn gặp nhau. Thế là, hết thảy đều hợp tình hợp lý như vậy, sở Nguyệt Vương ra trở thành hoàng đế. Tất cả đều trong dự liệu, nhưng có hai trận thương mai cảm thấy cần nói một câu long trọng. Trận đầu, hoàng đế bắc mạc chết. Kỳ thật, trước khi Tần Châu bức cung, hoàng đế đã bị Trấn Quốc Vương ra giết chết. Đương nhiên, Tần Châu cũng biết điểm ấy, nàng ta là tướng lĩnh hoàng đế coi trọng, nàng ta sẽ không thí quân, mà sở Nguyệt Vương ra là con trai hoàng đế sinh ra, hắn ta cũng không phải giết cha, bởi vậy, hai người đều chiếm được phẩm hạnh cao nhất, có thể nhắm thương Hồng Anh trong tay vào ngay Trấn Quốc Vương ra hành thích vua. Trấn Quốc Vương ra bức vua thoái vì có thể nói là gần chuẩn thời điểm ông ta vào cung hàn huyên vài câu nhóm cấm quân trông coi cửa cung sau đó ban cho rượu ngon đại khái nói rằng các ngươi vất vả rồi để khích lệ sĩ khí bởi vì trấn quốc vương ra cùng hoàng thượng là huynh đệ tốt lại đứng cùng trên trận tuyến chính trị chưa từng lộ ra chút tâm tư nào của mình bởi vậy bất luận kẻ nào kể cả hoàng đế cũng không hề có phòng bị với ông ta những rượu này mà ông ta ban thưởng thành công làm những cấm quân kia toi mạng vì rượu một say liền say đến cuối cùng rồi chết. người giữ cửa chết, liền mở rộng cửa cung. người của ông ta liền có thể nhàn nhã từ từ đi vào. chuyện này giáo dục hậu thế, không nên quá tin tưởng những người luôn khúm núm với mình. bọn họ nguyện ý khúm núm như thế, nhất định có mưu đồ. trần quốc vương gia bình yên dẫn người vào cung. đầu tiên là cùng cấm quân triển khai một trận chém giết. sau đó phá cửa mà vào, đoạt được hoàng cung. Thế nhưng vẻ mặt hoàng đế đối với ông ta vẫn luôn nghiêm nghị, dù sao người đệ đệ này vẫn luôn sợ hãi ông ta, bất luận là hình dạng hay là khí thế, đều có thể nghiên ép mấy con phố. Nhưng người đệ đệ này ngày xưa ngoan ngoãn giống như mèo con ở trước mặt ông ta, bỗng nhiên biến thành con hổ lớn nhe răng tuét miệng, mười mấy thanh đao kiếm soát gác ở trên cổ hoàng đế. Hoàng đế không hổ là hoàng đế, mặt ông ta không hề đổi sắc, ném nhiều đạo lý vào mặt trấn quốc vương ra, không nói gì hơn ngoài ta là ca ca của ngươi, ta cũng là vua của nước này, nếu như ngươi giết ta, chiếm quyền, ngươi chính là loạn thần tặc tử, người người có thể chu diệt, để tiếng xấu muôn đời. Trấn quốc vương ra cũng không kém cỏi chút nào, dùng bàn tay thô vung cơn giận của mình lên mặt hoàng đế, lại nói đạo lý với hoàng đế một phen, không có gì hơn là hoàng đợi tướng tướng thả có loại thậm chí loại, tất cả mọi người là nhi tử của tiên đế, dáng vẻ ngươi không bì được với ta, mới có thể không đuổi kịp ta, ngay cả khi ăn trộm gà lúc bé ngươi cũng không lưu loát bằng ta. Hoàng đế tức giận đến mức ói máu ra, ngửa mặt lên trời thét dài, nói bất kỳ kẻ nào đến tạo phản cũng chưa từng nghĩ ông ta đến tạo phản, còn nói Tần Châu sẽ dẫn người đến hộ giá. Trấn quốc vương ra đương nhiên nói ra chỗ dựa sau lung mình chính là Tần Châu bảo ta tới giết ngươi, tiểu đệ ngươi phản ngươi, ngươi có phục hay không? Nghe vậy Hoàng đế liền ngồi sụp xuống tại chỗ, đau đớn chửa Tần Châu không có mắt ta là hoàng đế ngươi không đi theo ta, ngược lại cùng đi theo tên ma cả bông này. Đương nhiên, Trấn Quốc vương ra ma cả bông này cũng là nói tình nghĩa đệ đệ, cho hoàng đế hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, ngươi viết chiếu thư nhường ngồi, ta cho ngươi toàn thây. Lựa chọn thứ hai, ta cho ngươi toàn thây, ngươi viết chiếu thư nhường ngôi. Hoàng đế trước khi chết quật cường, làm sao cũng không nguyện ý hạ chiếu sách nhường ngồi, Trấn Quốc vương ra cầm lấy kiếm muốn hù dọa ông ta một chút, hoàng đế này rốt cuộc chống cự mạnh mẽ một hồi, lại nhô cao cổ hướng về phía kiếm của ông ta tự mình chịu chết. Trấn quốc vương ra khóc ròng ròng, khóc lớn huynh trưởng ngươi thật vô tình mà, ngươi đều phi chết, còn không cho ta hoàng vị, chuyện này thật không giống tính cách của ngươi, từ khi còn bé, phàm là đồ ngươi không cần, ngươi cũng sẽ cho đệ đệ ta, lần này ngươi lại không cho, làm người không thể có đầu không có đuôi thế này. Thế là, dưới bi thương cất giọng ca vàng, đao kiếm loạn vũ, lại chặt thi thể hoàng đế thành nhão nhuệt. Ông ta ở trong cung sát phạt trắng trợn, phàm là người trung thành ủng hộ hoàng đế, hắn đều lấy đao kiếm hầu hạ, hoàng cung máu chảy thành sông rồi. Tào hậu muốn giả thành cung nữ chuồn đi, nhưng mà gương mặt già nua kia của bà ta nếu như nguyện ý hóa thành lão ma ma còn có thể che giấu được đi, lại không chịu già muốn giả thành tiểu cung nữ, chuyện này làm cho người khác chú ý. Chân quốc vương gia muốn giả bộ nhìn không thấy cũng không được, một tay bắt lại chương 627, Bình Định Bắc Mạc. Đương nhiên Trấn Quốc Vương ra phá lệ khai ân với Tào Hậu một chút, để Tào Hậu làm chứng, nói là trước khi Hoàng đế bệnh chết, nói muốn đem Hoàng vị nhường cho hắn. Tào Hậu cũng là hạng người mượn gió bẻ măng, biết đại thế đã mất, nhưng còn muốn tranh đoạt một chút vì nhị tử của mình, dù sao con trai của bà ta bây giờ vẫn là thái tử. Thế là bà ta nói với Trấn Quốc Vương ra, không bằng ngươi đi tìm Hoàng Thái Hậu làm nhân chứng, Hoàng Thái Hậu càng có sức thuyết phục hơn, trấn quốc vương ra bị bà ta thuyết phục liền đi tìm hoàng thái hậu nhưng hoàng thái hậu tự mình treo cổ trong điện thi thể còn mềm mại trấn quốc vương ra đến chậm một bước cấm quân từ bỏ chống cự vứt vũ khí xuống vỗ ngực biểu thị đúng đắn bọn họ đã sớm nhìn hoàng thượng không vừa mắt chỉ là không có minh chủ xuất hiện bây giờ minh chủ xuất hiện rồi bọn họ đương nhiên là muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa lời nói này về sau bọn họ cũng nói với sở nguyệt vương ra Hiện tại phải nói chuyện thứ hai, đó chính là sau khi Tần Châu dẫn người vào cung, sở Nguyệt Vương ra từ trong tay Trấn Quốc Vương gia cứu được Tào Hậu. Lúc ấy người của Trấn Quốc Vương ra cùng người của Tần Châu đang vì tranh đoạt địa bàn đánh đến người chết ta sống, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, Tào Hậu luôn luôn ở trong vòng chiến, không cẩn thận phải chịu mấy đau. Sở Nguyệt Vương ra thấy thế, đau lòng thay mẹ cả, lập tức tiến lên cứu giá, nghe nói vì thế các ngón tay mềm mại đều bị. Thương, người của tần châu nhao nhao sợ hãi thán phục vương gia thật sự là người hiếu thuận mà cứ như vậy tào hậu bị sở nguyệt vương gia đưa về điện còn truyền ngự y tới trần trị ngự y dưới cái nhìn chằm chằm của sở nguyệt vương gia giúp tào hậu băng bó vết thương tào hậu trải qua một phen sinh tử thật vất vả mới được cứu lại thấy người tới cứu mình chính là con thứ luôn bị mình ức hiếp lập tức liên bày ra khí thế của mẹ cả bảo hắn ta đi nghinh đón thái tử hôi triều những năm này Tào Hậu cầm giữ triều chính, trong tay nhất định có quyền lực, bà ta kiêng kỵ trấn quốc phương gia, cũng kiêng kỵ Tần Châu, duy chỉ có không kiêng kỵ đứa con thứ này. Đây là lẽ phải, khi ngươi nuôi một con chó, mỗi ngày con chó này đều vẫy đuôi mừng chủ với ngươi mới có cơm ăn, sau này ngươi có xem trọng con chó này không? Sẽ không, ngươi vẫn là sẽ xem hắn ta như chó, bởi vì một ngày là chó, cả đời là chó. Quen thuộc vinh mặt hất hàm sai khiến, ngay cả khi con chó kia ngồi trên đế vị, người cũng sẽ không tôn trọng hắn một phân. Lúc sở Nguyệt Vương ra đang lấy ra một phần di chiếu, nói muốn bà ta giao cha hắn ta ở trước mặt nhiều người, tào hậu chửi âm lên, nói ngươi vong ân phụ nghĩa, lúc trước lão nương mới nuôi ngươi nên hình như chó, trái lại bây giờ ngươi lại cắn chủ một cái. Sở Nguyệt Vương ra cũng không tức giận, cười nhẹ nhàng nghe bà ta mắng, sau khi mắng xong, hỏi một câu, mẫu phi ta chết như thế nào? Thương Mai nghe đám người nói, sau khi sở Nguyệt Vương ra hỏi câu này, sắc mặt tào hậu liên thay đổi, nhiệt độ không khí chắc là cũng kịch liệt hạ xuống, bởi vì tào hậu bắt đầu phát run. Có điều, sở Nguyệt Vương ra ngược lại là một người mềm lòng, hắn ta nói với tào hậu, mẫu hậu người yên tâm đi, ta sẽ không giết người, nhiều lắm chỉ là chặt đi tay chân của người, một ngày ba bữa cơm vẫn cung cấp như thường, thị nữ hay cung nhân ở bên người tất cả đều dựa lễ chế của hoàng hậu cho người, người nhất định phải bảo trọng thân thể cho tốt, sống lâu trăm tuổi, nhìn đứa con thứ này leo lên đế vị, đúng rồi, không biết Hoàng Huynh bây giờ ở nơi nào nhỉ. Nếu như mẫu hậu có phúc khí, Hoàng Huynh cũng phải trở về hưởng phúc với mẫu hậu thế mới đúng. Tào hậu run rẩy mấy lần, ngất đi. Rất nhanh Tào hậu đã tỉnh lại, bởi vì Tần Châu cảm thấy có mấy lời cần nói rõ với Tào hậu, thế là gọi người dùng nước lạnh rội bà ta tỉnh lại. Tần Châu tương đối đơn giản, ngôn ngữ cũng tương đối ngắn gọn, đại khái chính là nói huynh đệ Tào ra giết rất nhiều bách tính, Tào ra các người đều đáng chết, cho nên ngươi cùng thái tử có thể dựa theo ý của sở Nguyệt Vương ra giữ mạng sống, nhưng người tào ra phải ngồi tù, chịu tra tấn ra hình. Tào hậu bị tức giận hứ Tần Châu một cái, bản cung thật sự là tin lầm ngươi. Ngươi không phải tin lầm bản tướng Tần Châu đưa tay trà sát một chút, thản nhiên nói là ngươi tin lầm bản thân mình, ngươi cho rằng năng lực mình lớn đến có thể khống chế mấy chục vạn trọng binh võ tướng trong tay. Tào hậu sắc mặt trắng bệch không thể cử động. Thương Mai nghe xong những lời này, hai tay chống cằm, không khỏi có chút thở dài, tất cả nghe giống như trò đùa vậy. Cũng không phải trò đùa, một hoàng đế, nếu muốn đối ngoại mạnh mẽ, như vậy, nhất định đối nội không thể phòng ngưỡng nghiêm cẩn. Mộ Dung Khanh tổng kết. Cho nên, binh quyền đại chu nhìn như phân tán, nhưng nhưng thật ra là hoàng thượng vững vàng nắm giữ ở trong tay. Thương Mai nói, hoàng đế Bắc Mạc xem trọng tin tưởng võ tướng, dẫn đến Bắc Mạc xuất hiện một hiện tượng lạ, đó chính là địa vị của võ. Tương ép bức hoàng quyền, hoàng đế Bắc Mạc biết đại khái làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng dã tâm của ông ta lại chiến thắng tất cả, ông ta phải không ngừng mở rộng cương thổ, làm hoàng đế thiên cổ duy nhất của ông ta, không có gì quan trọng hơn so với chuyện này. Ông ta càng cho rằng Tần Châu chỉ là nữ tử, dễ dàng khống chế, thật tình không biết tâm tính của nữ tử này lại mạnh mẽ hơn so với nam tử rất nhiều. Nếu không phải ông ta xúc phạm đến danh giới của cùng của Tần Châu, chưa chắc Tần Châu sẽ phản ông ta." Thương Mai nói. Bởi vì từ Bắc Mạc hiến đế lên, địa vị của võ tướng cũng rất cao, nhưng chưa bao giờ phát sinh qua chuyện đoạt quyền. Đây chủ yếu là bởi vì mục tiêu của võ tướng cùng hoàng đế giống nhau, đều là muốn mở rộng lãnh thổ cho Bắc Mạc, đến thế hệ của Tần Châu này, Tần Châu vô cùng biết điều, càng làm cho hoàng đế cùng tào hậu cảm thấy Tần Châu này quả thực có thể bị bọn họ lợi dụng đến máu xương hoàn toàn không có ai biết nữ nhân nhìn giống con cừu nhỏ phản ác độc như vậy nhưng cuối cùng mộ dung khanh lại do dự nói một câu tất cả quá mức thuận lợi bản vương cảm thấy trong đó nhất định có quỷ vẻ mặt thương mai run lên cũng hơi hơi cảm thấy có nội tình chuyện kế tiếp liên rất thuận tình hợp lý tần đế đăng cơ đổi quốc hiệu thành khang bình ngụ ý bắt đầu từ năm hôm nay tất cả bắc mạc an khang hòa bình sau khi tần đế lên ngồi đầu tiên khẳng định phải ra chính sách ban thưởng cho huệ dân một phen. Giảm miễn thuế má một năm, khắp trốn mừng vui. Tần Châu được phong làm anh quận vương kỵ binh mã đại nguyên soái ban thưởng vàng bạc cùng phong ấp vô số. Nhưng bởi vì hiện tại quốc khố trống rỗng, ban thưởng vàng bạc tạm ghi nợ trước, chờ ngày sau quốc khố tràn đầy lại tính đến lợi tức bổ sung. Còn lại cũng nhất nhất phong thưởng cho tướng lĩnh, về phân long lão tướng quân thì được phong làm hộ quốc bá hầu, Siêu nhất phẩm phong thưởng cũng là ông ta nên hưởng. Thương Mai chữa khỏi bệnh dịch, bởi vì là người đại chu đương nhiên không thể phong hào, người ta đã là Nhiếp chính vương phi, Bắc Mạc ngươi phong thưởng cái gì chứ? Nhưng cũng có biện pháp, hoàng đế Bắc Mạc lấy danh thần y, hạ chiếu cả nước, thần y Nhiếp chính vương phi hạ thương Mai là đại ân nhân của Bắc Mạc, bách tính Bắc Mạc dựng bia công đức ca tụng nàng. Về phần mộ Dung Khanh được một phần văn thư. Phần văn thư này thật chu nặng mà, đây chính là sinh mệnh của mấy chục vạn tướng sĩ. Sở Nguyệt Vương gia này là người đạo giáo, lúc ký phần văn thư hòa bình này đã mời đủ vương gia hai nước làm nhân chứng. Bắc Mạc từ đây liên hòa bình sao? Không, loạn bên ngoài rừng, nội loạn đã muốn nổi lên. Vị thái tử kia nhưng bị kỳ vương đưa đến, ra va, không lâu sau đó, vị thái tử lợi dụng danh nghĩa vào cung cứu mẹ dẫn theo một đám người lưu manh trở về. Cùng lúc đó, bởi vì sở Nguyệt Vương ra quyết định phân tán binh quyền, dẫn đến Bắc Mạc chính thức lâm vào nội loạn, về sau, Tần Châu. Mà hết thảy, cũng không xa. Trong tất cả những chuyện tốt có duy nhất một chuyện xấu, là vẫn chưa tìm được nhu giao với A Cảnh. chương 628, tâm sự một chút. Trước khi về nước, Tần Đế chuẩn bị quốc yến, mở tiệc chiêu đãi đám người mộ dung khanh cùng thương mai. Lúc đến không có cư xử theo lễ nghi cao nhất, thời điểm ra đi, Tần Đế không muốn bạc đái ân nhân của Bắc Mạc. Bởi vậy, quốc yến lần này vô cùng long trọng, quan viên tam phẩm trở lên đều có thể dẫn theo gia quyến có mặt. Đây chỉ đơn giản là mở tiệc chiêu đãi vợ chồng mộ dung khanh như vậy sao? Không, tần đế cũng muốn mượn cơ hội này, cẩn thận mà lung lay chiêu thân một phen. Sở Nguyệt Vương gia đang là hoàng thượng, bây giờ cần nhắc đến tiên đế, sở Nguyệt Vương gia là một trong rất nhiều hoàng tử của tiên đế chứ không phải duy nhất, kỳ thật, ngoại trừ tào hậu sinh ra, tất cả hoàng tử đều không phát triển, bị đè ép, có thể phát triển sao? Thật sự có chút tài cán, cũng hiểu được mà giấu tài, tránh đi bão táp. Vương phi của tần đế là thứ nữ của lễ bộ thị lang vương đại nhân, một vương gia cưới thứ nữ làm vợ, đây vốn chính là chuyện cười mà. Nhưng hôn sự này là do tào hậu làm chủ, ai dám chất vấn chứ? Một hồng miêu đang làm vương gia cưới thứ nữ của thị lang đại nhân, bây giờ vị thứ nữ này liên được phong làm hoàng hậu, thật sự là phong thủy luân chuyển mà. Sau khi thương mai vào cung, cùng Vương Hoàng Hậu nói một hồi lâu, từ trong cuộc nói chuyện, Thương Mai nghe ra được sự lo lắng của Vương Hoàng Hậu này. Vốn dĩ lo lắng duy nhất của nàng ta là Tần Châu. Nữ tử trong thiên hạ đều giống nhau, nữ tử lo lắng chỉ là chút chuyện như vậy, chính là sợ Hoàng thượng sẽ phong Tần Châu làm Hoàng hậu. Bởi vì, tiện nghi Hoàng hậu này của nàng ta là Tần Châu cho, ngay cả Hoàng thượng cũng đều là Tần Châu nâng lên, cách tốt nhất để phong thưởng cho Tần Châu không phải cho nàng ta một thân phận quận vương, mà là cho nàng ta một thân phận hoàng hậu, đến lúc đó, đều là người một nhà, cho dù tần châu tay cầm binh mã thiên hạ lại có gì phải sợ. Cho nên, vương hoàng hậu luẩn quẩn một vòng lớn, thấy thương mai dường như không có chút nào có thể nhận được ý tứ của nàng ta, lại trực tiếp hỏi, nghe nói vương phi cùng quận vương lui tới rất thân, không biết nàng ta bây giờ có người trong lòng chưa? Nàng ta nói xong, lại che miệng cười khẽ tuổi tác năm nay của quận vương cũng không nhỏ, nữ tử có tài giỏi cũng phải lấy chồng sinh con, lần này nàng ta tương trợ hoàng thượng đăng cơ lập được công lao hiển hách, bản cung nghĩ đến, hoàng thượng phong thưởng quận vương là khen ngợi trên mặt, như thật sự cân nhắc vì quận vương thì tốt nhất nên tìm một mối hôn sự cho nàng ta. Thương Mai hiểu ngọn nguồn, trực tiếp thở dài, hoàng hậu à hoàng hậu, nếu như giữa Tần Châu và Tần Đế có cái gì, sợ rằng nàng cũng không gây trở ngại được. Trong lòng là nghĩ như vậy, trên mặt nhưng vẫn muốn nói lên vài câu xã giao, nương nương, kỳ thật ta cùng quận vương chẳng qua cũng là bèo nước gặp nhau, cũng không tính là thâm giao, về phần nàng ta có người trong lòng hay không, ta thật sự không biết. Nương nương một phen thương cảm chỉ tình thật khiến người cảm động. Nương nương có thể yên tâm, tần gia lão thái thái thân thể còn mạnh khỏe, bà ta nhất định còn quan tâm hôn sự của quận vương hơn nương nương, hơn nữa bây giờ nương nương mới vừa vào cung, hậu cung còn có rất nhiều chuyện cần nương nương phí sức. Lời quanh con này, kỳ thật chính là lời cảnh cáo hoàng hậu, trước tiên quản tốt chuyện của chính mình chuyện của tần châu tự có người của tần ra giúp đỡ hoàng hậu thấy thương mai khó chơi tự biết là hỏi không được gì mất hứng cười cười đúng vậy đó hậu cung xác thực còn cần chỉnh đốn cũng được bản cung nói với ngươi ngươi cũng đừng nên nói với quận vương tránh cho nàng ta suy nghĩ nhiều trong lòng thương mai nói đó là đương nhiên đuổi thương mai đi tần châu lại chờ ở bên ngoài hôm nay nàng ta ăn mặc như nam nhân một thân triều phục quận vương màu vàng, áo giao lĩnh tay lớn, cổ áo cuộn viền đen, toàn thân theo bản long, theo thủa tinh mỹ tỉ mỉ, cao quý không tả nổi. Ba ngàn búi tóc được kéo lên, buộc kim quan, khuôn mặt tuấn tú, mặt mày rõ ràng, đường cong trên mặt hơi hỏa hoán, không kiên nghị lạnh lẽo cứng rắn như trước đó. Đôi khi thương mai cảm thấy Tần Châu là nam tử. Nhất là, bây giờ nàng ta đứng dưới tàng cây hòe, ánh đèn lờ mờ, bóng dáng phản chiếu xuống lá cây như một con hổ điệp đứng im, đáy mắt thâm thúy, lẳng lặng mà nhìn nàng. Tới rồi, thương mai đi xuống, hôm nay nàng cũng cố ý mặc đẹp một phen, trên người mặc bộ lễ phục bằng gấm thêu hoa mẫu đơn lớn màu sắc mây đen mùa thu, tiểu khuyên đặc biệt trải cho nàng búi tóc ngã ngựa buông thõng còn cắm hai cây trầm hồ điệp chấm bạc, lại điểm suyết thêm một men bạc hình quạt đung đưa, trên trán đính một hạt kim, hoàn toàn khác biệt với vẻ đơn giản ngày thường, dường như là hai người khác nhau. Trong lúc nàng chuyển động, váy áo chậm rãi, thấp thoáng trên chân một đôi giày đen thiêu gấm vóc ngọc bích châu ngọc ở đâu giày như ẩn như hiện tỏ ra vẻ tôn quý hào phóng tần châu đánh giá nàng thấy nàng đi tới bên cạnh hương vị phấn chui vào trong mũi tần châu cả cười ngươi lại dùng phấn hương thương mai ngơ ngác một chút lập tức lắc đầu thật sự không có có thể là hoàng hậu nương nương mới vừa dựa vào gần ta mới nhiễm chút mùi phấn hương có thật không dường như tần châu không có chút quan tâm xem hoàng hậu nói với nàng cái gì chúng ta đến bên hồ dạo một chút bản tướng bản quận có mấy lời muốn nói với ngươi một chút thương mai đáp cũng được dù sao qua hai ngày nữa ta cũng phải đi phút cuối cùng cũng có chút chuyện muốn giao cho ngươi chuyện nhu giao quận chúa sao tần châu quay người chắp tay sau lưng dạo bước đi tới ngươi không cần dặn dò bản quận sẽ một mực phái người tìm kiếm bọn họ tìm được mới thôi Thương Mai luôn không thể yên tâm chuyện nhu giao, bây giờ nàng ta sống hay chết cũng không biết, chuyện sống chết của nhu giao một mực đè nặng trong lòng, nàng không một ngày nào yên. Nghe Tần Châu cam đoan, nàng cũng chỉ miễn cưỡng cười một tiếng, tạ ơn. Tần Châu nhìn nàng, có chút muốn nói lại thôi. Kỳ thật, nàng ta đã có được một chút tin tức, có người từng nhìn thấy hai người, từ trong miêu tả một người trong đó chắc hẳn là A Cảnh. Nhưng mà A Cảnh lại dẫn theo một người bị thương, người kia nhưng cũng là người nam tử nàng ta không đành lòng nói cho thương mai thế nào thương mai thấy vẻ mặt nàng ta có chút quái dị liền hỏi tần châu lắc đầu không có chỉ là nghĩ nếu như bọn họ còn sống sẽ đi đến nơi nào đúng vậy đó bây giờ đều đã bình định chắc chắn bọn họ cũng nhận được tin tức như không có việc gì tại sao không trở về thương mai cũng cảm thấy thật kỳ quái lúc trước bọn họ bỏ trốn là có cấm quân đang đuổi giết có lẽ bọn họ trốn ở khe suối nên không biết tin tức. Tần Châu dùng giọng nói không lưu loát an ủi. Tuy thương Mai biết có hơi gượng ép, nhưng cũng hy vọng là thật. Người muốn nói với ta lời gì? Đang nói chuyện, hai người đi tới bên hồ. Ở nơi xa có top 5 top 3 cung nữ bưng đĩa đi quanh khúc cua hành lang đi qua. Gió rất tốt, thổi mặt hồ thành một tầng lại một tầng nếp gấp, lá xoay một cái rụng vào hồ, đung đưa dập dờn, vô cùng ý cảnh. Tần Châu trầm mặc một chút, cũng không có gì. Thương Mai giật mình, hả? Tần Châu ngẩng đầu, hai đầu lông mày tựa hồ có chút sâu nhẹ. Bá hầu cầu hôn với ta, Tần Châu bỗng nhiên nói. Bá hầu, nàng nói là long lão tướng quân à. Thay cháu trai của ông ta cầu hôn với ta, Tần Châu tự diếu một tiếng, cháu của ông ta, so với ta còn nhỏ hơn mấy tuổi. Người từng gặp qua hắn rồi à, thương mai không nghĩ tới Tần Châu sẽ nói với nàng những này, nàng cho rằng chỉ có bạn bè thân mật mới có thể nói những chuyện này. Từng gặp, dáng vẻ như thế nào, nhân phẩm như thế nào, ngươi thích không, thương mai dừng một chút, có lẽ, chỉ hỏi ngươi có thích hắn hay không là đủ rồi. Tần Châu ngồi xuống trên tảng đá, tiện tay dương lên hất áo ta, động tác tiêu sái lưu loát. chương 629, hôn sự của Tần Châu. Nàng ta nhặt một hòn đá nhỏ trên mặt đất, ném nó xuống hồ, hòn đá tõm một tiếng chìm xuống, những gợn sóng lăn tăn tạo thành từng vòng tròn nhưng rất nhanh mọi thứ đã trở lại bình thường không có ai hỏi ta có thích hay không lão thái thái nói lòng lão tướng quân xem trọng ta là phúc của ta giọng nói của tần châu như nghẹn lại thái tổ mẫu của ngươi sao đúng vậy tần châu ngẩng đầu đuôi mắt hẹp dài gợi lên ý tứ thâm sâu khó dò ta đã hỏi ngươi rất nhiều lần nữ tử có nhất thiết phải kết hôn hay không nhưng dường như ngươi không trả lời ta thật lòng thương mai cảm thấy trong lòng có chút bất lực thật ra cô đã từng trả lời còn chuyện có thật lòng hay không hai ta nói rồi nghe theo con tim thôi thương mai nói nghe theo con tim tần châu nghiền ngẫm ý tứ trong lời nói của cô nói thì dễ nhưng làm thì khó nàng ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn thương mai có phải hoàng hậu hỏi ngươi giữa ta và hoàng thượng trong có tư tình đúng không thương mai hơi sửng sốt ngươi thật ra hoàng hậu cũng không nói trắng ra như vậy Sao nàng ta lại đoán được? Sắc mặt Tần Châu có chút lạnh nhạt, không phải nói thẳng ra là ý đó sao, hôn sự này thật ra là do bà ta đưa ra. Khi Long lão tướng quân được phong bá hầu, bà ta liền tìm đến Long lão tướng quân để ra hôn sự này. Hoàng thượng thấy thế nào? Ngược lại Thương Mai quan tâm vấn đề này hơn, không cần lo hoàng hậu nghĩ như thế nào, hoàng thượng thấy thế nào mới là quan trọng. Hoàng thượng vẫn chưa biết, Tần Châu nói thương mai nhíu mày ngươi là tần quý quận vương hoàng thượng có thể không biết hôn sự của ngươi sao hắn còn chưa biết bá hầu đã cầu hôn ngươi rồi thật ra cũng không chính thức cầu hôn chỉ là nói chút chuyện cùng lão thái thái lão thái thái rất thích thương mai hỏi dò ngươi đối với hoàng thượng tâm miệng không thể nào tần châu thấp giọng ngắt lời cô ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng trong lòng ngươi không có người nào sao thương mai nghe phía trước có tiếng ồn ào lúc này hoàng thượng đang cười nói cùng quân thần lôi kéo cảm tình lão thất cũng bị kỳ vương và long lão tướng quân kéo qua hai mắt tần châu sáng ngời có ai thương mai hỏi lại cảm thấy ánh mắt nàng ta có chút khác thường trong lòng trùng xuống mộ dung khanh tần châu nói thương mai khẽ thở dài tần châu tần châu đột nhiên nở nụ cười được không đùa ngươi nữa nói chuyện của ngươi đi ngươi rất thích mộ dung khanh sao Tình cảm của các ngươi chắc là nồng nhiệt lắm nhỉ. Thương Mai cũng ngồi xuống, nâng má lên suy nghĩ một lát, nhưng không giấu được tam tình, lúc trước gả cho hắn cũng là bất đắc dĩ thôi, dối tinh dối mù, lòng đong lận đật, nhưng bây giờ nhìn lại, thực sự may mắn khi có hắn. Còn về phần nồng nhiệt mà ngươi nói thì thật ra không có, thậm chí có thể nói là bình thản như nước. Bình thản như nước, ngươi cũng cảm thấy hạnh phúc như vậy. Tần Châu cười lạnh một tiếng, sợ không phải bình thản như nước, ngươi chỉ không muốn nói với ta thì có. Không có gì không thể nói với ngươi cả, bình thản như nước cũng có thể rất hạnh phúc, còn phải xem ngươi muốn gì. Khuôn mặt cô nở nụ cười như một đóa hoa. Tần Châu nghẹn họng, nhất thời không rời được mắt. Tần Châu đè nén suy nghĩ, cả đời này nàng ta cũng không có cách nào nói ra. Sau khi nói chút chuyện vụn vặt, hai người họ liên trở về. Hai người trở lại điện quang minh, lại phát hiện tiếng cười đã sớm dừng lại, không khí thậm chí còn hơi quái lạ. Hoàng đế ngồi ở trên cao hơi nghiêng người, trong tay cầm một chén trà, vẻ mặt có chút đắn đo. Long bào mới tỉnh của hắn thể hiện sự uy nghiêm của địa vị hiện tại. khuôn mặt bên dưới mặc phát có phần giống với hoàng đế. lúc này đôi môi mỏng của hắn mím chặt lại nhìn long lão tướng quân đang quỳ trên đất. vương hoàng hậu đã đến rồi. an vị ở bên cạnh hoàng đế, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía hoàng đế, nhưng lại ánh mắt lại lạnh như hâm băng các quan đều không phản ứng gì khi tần châu và thương mai đi tới mọi người đều nhìn sang ánh mắt hoàng đế sắc bén trên không như lưỡi đao quét lên mặt tần châu kỳ vương vội vàng xoa dịu bầu không khí quận vương tới thật đúng lúc bá hầu đang xin nghỉ sự với hoàng thượng đây sắc mặt tần châu cứng lại nhanh chóng đi qua thương mai thấy thế cũng ngồi bên cạnh mộ dung khanh mộ dung khanh thấp giọng nói lòng lão tướng quân thỉnh cầu hoàng thượng ban hôn cho cháu trai ông ta và tần châu có trò hay thương mai cười gượng hoàng hậu thấy tần châu đi vào liền cười nói nhắc đến quận vương quận vương đã tới rồi bá hầu ra không bằng ngài hỏi hỏi ý quận vương trước đã giọng nàng ta hơi trầm xuống nhưng lại cố tình tạo cảm giác tươi cười thương mai khẽ cao mày xem ra lại là một cao thủ cung đấu đây loại võ tướng như tần châu sợ là không phải đối thủ của nữ tử trong thâm cung đại viện rồi tất cả mọi người đều nhìn tần châu Tần Châu lại chỉ cảm nhận được ánh mắt nghiêm nghị của hoàng đế. Khẽ thở dài, sợ là Long lão tướng quân cũng bị người ta xúi dục, khi trước người nhà ông ta bị hại, luôn cảm thấy cách tốt nhất để bảo vệ con cháu mình là biến uy hiếp lớn nhất thành người thân. Tần Châu ngồi xuống, thân thái tùy ý, rất có phong độ của một đại tướng. Nàng ta hơi nhướng mày, ánh mắt rơi vào trên mặt hoàng hậu, người hỏi ý thân sao? Có gì cần hỏi đâu. Hoàng hậu mỉm cười nói, bá hầu gia vừa mới đưa ra ý muốn để hoàng thượng ban hôn cho trưởng tôn của bá hầu và quận vương, không biết ý quận vương thế nào. Vậy ý hoàng hậu thế nào? Tần Châu không hề khiêm tốn, ngược lại tỏ ra vô cùng ngạo mạn. Hoàng hậu giật mình nhìn về phía hoàng đế, thấy ánh mắt hoàng đế vẫn dính trên mặt Tần Châu, cắn môi, đột nhiên nói, tất nhiên là bản cung cảm thấy vô cùng tốt, hai người các ngươi đều là phụ tá đắc lực của hoàng thượng, nếu có thể trở thành thông gia, là người một nhà như vậy hoàng thượng cũng vui vẻ, đúng không hoàng thượng? Mộ Dung khanh ghé bên tai Thương Mai, nhẹ giọng nói, e là vị trí này của hoàng hậu không ngồi được lâu đâu. Thương Mai vô cùng đồng ý. Vừa mới lên làm hoàng hậu đã nghi ngờ trọng thân bên người hoàng đế, còn tự ý làm trò hề trước mặt các quan, ngu xuẩn. long lão tướng quân và Tần Châu đều là người cầm binh quyền trong tay, hoàng thượng muốn tách bọn họ ra còn không kịp, sao có thể ban hôn cho bọn họ? cũng không biết Tần Gia lão thái thái có chủ ý gì, lẽ ra lão thái thái thông minh cơ trí như vậy, không thể nào đồng ý hôn sự này. Chỉ là thái độ của hoàng đế cũng khiến người ta thấy khó hiểu, có vẻ như rất tức giận nhưng biểu hiện không giống như rất tức giận, ít nhất, tiệc tối hôm nay là sân khấu của hắn, phải chiêu đãi tất cả các quan viên, cho dù là không muốn thúc đẩy hôn sự này thì cũng không nên nhìn chằm chằm Tần Châu như vậy. Thương Mai nhìn sang, quả nhiên phát hiện thái giám đứng bên cạnh đang rót rượu cho hoàng đế rót xong liền xoay người rời đi, tấm lưng và động tác kia có chút quen thuộc. Khi thương mai đang suy nghĩ, chợt nghe thấy hoàng đế thản nhiên nói, quận vương, ý ngươi thế nào? Tần Châu cười cười, đi lên nâng lòng lão tướng quân dậy, lão tướng quân mau đứng lên, đêm nay là tiệc đưa tiễn nhiếp chính vương và vương phi, sao chúng ta có thể giọng khách át giọng chủ như vậy? Lúc nàng ta nâng lòng lão tướng quân đứng dậy, thấp giọng nói bên tai long lão tướng quân một câu, cẩn thận bị người ta xúi dục. Long lão tướng quân ngẩn ra, nhìn sắc mặt hoàng đế, trong lòng nhất thời chấn động. Ông ta cũng giống Tần Châu, đều là võ tướng, thậm chí suy nghĩ của ông ta còn đơn giản hơn Tần Châu, nếu không năm đó cũng sẽ không bị người ta gài bẫy. Ông ta sống đến bây giờ, điều lo lắng nhất chính là các cháu trai cháu gái, hiện giờ Tần Châu nắm binh lực, lại được hoàng thượng coi trọng, nếu có thể lôi kéo nàng ta thành cháu dâu mình, vậy hai cháu sẽ bình an. Bởi vậy, ông ta vẫn chưa từng nghĩ tới những chuyện phía sau. Hiện giờ được Tần Châu nhắc nhở, sau lưng ông ta mướt mồ hôi, nếu hai nhà kết thân thật đúng là nguy cơ cực lớn. chương 630, Tần Châu thích nàng. Long lão tướng quân nhất thời xua tay, nói, để chư vị chê cười rồi, thật ra lão hủ thấy diện mạo quận vương xinh đẹp, liền nổi lên lòng tham, hận không thể cưới nàng về Long ra ta, đúng là chưa suy nghĩ thấu đáo, cũng chưa hỏi xem quận vương đã có ý chung nhân hay chưa mặc dù bác mạc không cởi mở lắm, nhưng so với đại lương đã khá hơn, cho nên trước mặt các quan đại thần nói Tần Châu có ý trung nhân hay chưa cũng không phải là chuyện gì to tát. Thương Mai thấy sắc mặt hoàng đế đã khá hơn, cầm tay lão thất nhẹ giọng nói, e là hoàng thượng thích Tần Châu. Mộ Dung Khanh thản nhiên nói, có gì lạ đâu, từ kính trọng biến thành yêu thích thôi. Tiếp sau đó là ăn uống linh đình, cực kỳ náo nhiệt. Lão Tê luôn là người uống rất tốt, nhưng đêm nay lại nhịn được sâu rượu, trước sau chỉ uống vài chén, trước kia còn chẳng bỏ nhét kẽ răng. Ánh mắt Tần Châu thỉnh thoảng đảo qua, lúc Thương Mai và nàng ta nhìn nhau, nàng chỉ cười nhạt rồi rời mắt. Thương Mai không phân biệt được nàng ta đang nhìn mình hay là lão thất, tóm lại luôn cảm thấy đêm nay Tần Châu rất kỳ lạ. Nhưng là may mà bọn họ sắp về nước, tuy rằng ở Đại Lương cũng rất lộn xộn, nhưng là ở chỗ của mình vẫn tốt hơn. Sau khi yến tiệc, Hoàng đế còn kéo mộ dung khanh nói nhiều lời say rượu, nói rất nhiều, nhưng tư tưởng rất nhất quán, hòa bình ta đã cho rồi, nhưng về phía Bắc Mạc, mong nhiếp chính vương nể tình, khi trở về nước nhớ để cho hắn trước thể diện. Mộ Dung Khanh đứng không vững, vỗ ngực tự hào nói Tần Hoàng Bắc Mạc lại anh minh thần võ thế nào, cứ vậy ngươi kính ta ta kính ngươi, kính nhau ba phút rồi chắp tay chạy mất. Ra khỏi cung, bước chân Mộ Dung Khanh lại vững vàng, nói với Thương Mai, sáng sớm ngày mai chúng ta liền đi. Thương Mai nở nụ cười, vội thế sao? trốn thị phi không nên ở lâu đôi mắt hẹp dài của mộ dung khanh lóe lên tia lạnh lẽo tần đế tác phong mới nhất định sẽ sửa đổi một phen chúng ta ở đây dễ gây rắc rối ta chỉ lo cho nhu giao thương mai than nhẹ cao phụng thiên đã cho người đi tìm hơn nữa an nhiên lão vương gia cũng ở lại lại nói tiếp thương mai còn chưa thấy an nhiên lão vương gia ông ta dường như đang trốn tránh cô nếu ông ta ở đây ta cũng yên tâm một đêm vô sự sáng sớm hôm sau họ liền thu dọn hành trang, chuẩn bị về nước. Tần Châu sáng sớm đã đến đây, chuẩn bị một đoàn xe ngựa thật dài, bên trong mấy chục cỗ xe đều chứa đầy quà của Hoàng đế. Hôm nay Tần Châu mặc một bộ đồ vải gấm trắng, vẫn ăn mặc như đấng nam nhi, dục ngựa đi chậm, giống như một nam nhi hoạt bát. Nàng ta thấy Thương Mai và Mộ Dung Khanh, chắp tay nói, Mộ Dung Huynh, Vương Phi, bản quận đặc biệt đến đưa tiễn. Thương Mai cười khanh khách nói, làm phiền quận vương rồi. Mộ Dung Khanh đang định nói chuyện, liền thấy Kỳ Vương cũng đến đây, lôi kéo Mộ Dung Khanh sang một bên. Tần Châu xoay người xuống ngựa, đi đến trước mặt Thương Mai, hôm nay Thương Mai cũng mặc một bộ đồ thuần sắc, đứng chung một chỗ với Tần Châu, nhưng lại khiến người ta cảm thấy ấm áp không nói nên lời. Thương Mai đưa tay giúp nàng ta chỉnh vạt áo, sau đó phủi hoa rơi trên vai nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt của mẹ chồng nhìn con dâu khóe mắt cong lên, tốt lắm. Ánh mắt tần châu lóe lên, nhưng lại có chút bất đắc dĩ, kinh ngạc nhìn cô. Lão thất đang nói chuyện với kỳ vương, ánh mắt quét qua đây, lập tức cười nhạt một tiếng, nhưng là vẫn tỉnh bơ tiếp tục nói chuyện với kỳ vương. Loan loan và linh lợi sách đồ đi ra, thấy tần châu tới, loan loan vui vẻ đi đến chào hỏi, nàng nhiệt tình tách thương mai và tần châu ra. Quận vương ra, ngài tới rồi ạ, à. ngài khách sáo quá, còn tự mình đến tiễn chúng ta hôm nay Loan Loan có vẻ vô cùng vui vẻ, cuối cùng cũng được về nước rồi. Đúng vậy, Tần Châu Lơ đáng trả lời một câu. Quận Vương gia ngài có rảnh thì đến Đại Lương chúng ta chơi nhé. Loan Loan nhiệt tình mời nàng ta. Tần Châu gật đầu, ừ, có dịp ta sẽ đến. Nhưng nàng ta chỉ đáp cho có lệ, khi nhìn về phía thương mai, lại đột nhiên cảm thấy mình thật sự nên đi rồi. Cho nên nàng ta liền cười nói với thương mai, chúng ta sẽ còn gặp lại nói xong những lời này nàng ta liên thông suốt nếu bây giờ quan hệ hai nước là anh em thì sau này chuyện qua lại giữa hai nước chẳng phải là chuyện quá bình thường sao con đường giữa hai nước không xa mấy nếu đi đường nhỏ thì mấy ngày là đến mọi thứ đã ổn thỏa tô thanh đi tới hô đi thôi mộ dung khanh chắp tay chào tạm biệt kỳ vương sau đó đi tới nắm lấy cánh tay của thương mai nhưng lại quên mất rằng trước đó thương mai đã bị thương ui thương mai đã suýt xoa nhíu mày Tần Châu đạp sang một cú, lạnh lùng nói, ngươi không biết cánh tay nàng từng bị thương sao. Ngươi làm phu quân người ta kiểu gì đấy? Cú đá này tất nhiên không trúng mộ dung khanh, tuy rằng mộ dung khanh đau lòng thương mai, cũng buồn phiền vì sơ suất của mình, nhưng nhìn vẻ lo lắng quan tâm của Tần Châu, hắn không khỏi thở ơ nói, nương tử của bổn vương bổn vương tự biết sót, liên quan gì đến ngươi? Sắc mặt Tần Châu đột nhiên tối xuống, mộ dung khanh, bản quận cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám đãi bạc nàng, bản quận sẽ. Thương Mai thấy bầu không khí không ổn, vội vàng hòa giải, kéo Tần Châu sang một bên, "Tận Tình Chấn An, không sao đâu, hắn rất tốt với ta, vừa nãy là tự ta không cẩn thận, ta cũng không sao mà." Trong lòng lại thầm nghi hoặc, tại sao Tần Châu lại quan tâm cô như vậy, còn vì cô mà cãi nhau với lão thất. Tần Châu thấy mọi người đều nhìn cô một cách kỳ lạ, lại cảm thấy mình chuyện bé xé ra to, thản nhiên nói, "Ngươi là đại ân nhân của bác Mạc chúng ta." ai bắt nạt ngươi cũng là bắt nạt bác mạc ta. Loan loan si mê tựa đầu vào vai tiêu thác, quận vương thật ân cần. Tiêu thác đẩy đầu nàng ra, giọng ồm ồm, lên xe. Đội ngũ về kinh quanh co rời đi, dân chúng trong kinh đều tiến đưa, thương mai từ mạn xe ngựa vẫy tay chào hỏi mọi người. Dường như thương mai nhìn thấy an công chúa trong đám đông, nhìn kỹ hơn lại thấy không phải. Nhớ tới từ sau khi tần đế đăng cơ vẫn chưa từng thấy nàng ta, cũng không biết nàng ta đi đâu rồi. Tần Châu dục ngựa đi theo cô bên phải xe ngựa của cô, không nhanh không chậm. Thương Mai nở nụ cười với nàng ta, quận vương, bảo trọng. Tần Châu còn chưa kịp nói chuyện, Thương Mai đã bị mộ dung khanh kéo trở về, nàng ta căm giận chừng mắt nhìn xe ngựa, lại không thể nổi cáu. Thương Mai tức giận nói, ta nói này, người có ngựa không cưới, ngồi xe ngựa cái gì? Khiến tiểu khuyên cũng phải ngồi bên ngoài. Mộ dung khanh lạnh nhạt nói, bổn vương hơi mệt, ngồi xe ngựa nghỉ ngơi chút cũng không được sao thương mai còn muốn ló đầu ra ngoài mộ dung khanh đã nghiêm nghị nói nếu nàng còn muốn quấy dày tâm tư của tần châu thì cứ tiếp tục liếc mắt đưa tình với nàng ta đi thương mai a à một tiếng nhìn mộ dung khanh người nói bậy bạ gì đó nàng ta thích nàng không nhìn ra sao mộ dung khanh hận không thể bổ đầu nàng ra xem bên trong là có phải là nhét toàn cỏ không cái gì lần này thương mai sốc thực sự luôn Tần Châu là lesbian sao? Oh no! Cô thề, cô thật sự không kỳ thị lesbian. Trên thực tế cô tán thành mọi người theo đuổi hạnh phúc của chính mình, theo đuổi tình yêu của chính mình, chỉ cần có mục tiêu trong sáng. Chỉ là cô không bao giờ ngờ rằng mình không gặp lesbian ở thời hiện đại, mà lại gặp được một người ở cổ đại, đây thật sự là... Lão thất anh nói hưu nói vượt. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 42.